Diệp Vân lắc lư, rồi ước hẹn một lúc lâu sau, cũng là dần dần phát hiện xa xa hiển hiện mà ra to lớn huyệt động, bất quá Diệp Vân, rồi lại là không có lỗ mãng tiêu xài xuống dưới, ngay cả lão tổ cũng là sắc mặt mơ hồ có biến, làm cho Diệp Vân không nên ở chỗ này mang theo, bằng không thì đợi chút nữa xuất hiện biến cố, trừ phi là chính mình đạt tới đỉnh phong trạng thái, bằng không thì đều muốn đúc kết cái này, to lớn trong hoạt động sự tình, cái này tính nguy hiểm sợ là cao hơn nhiều lắm. Thật đúng là không may mắn, vốn cho rằng có thể sớm hoàn thành nhiệm vụ kết quả hiện tại xem ra mà nói có lẽ vẫn có lấy một đoạn có chút xa đường xa phải đi nghe được diệp vân tức giận thanh âm lúc lão tổ cũng là có chút bất đắc dĩ ai kêu đồ vật trong này chính mình hai người không thể chơi vào đâu rồi vừa mới bắt đầu cười diệp vân nhỏ yếu hiện tại trái lại lời của mình thật đúng là đây là những lời này hoàn mỹ khác tại chính mình trong ai bất đắc dĩ à bất đắc dĩ lại là một đoạn có chút xa đường xa trình diệp vân giờ phút này cũng là dừng bước lại nghỉ ngơi mà lão tổ tại vận dụng thần hồn điều tra khoảng cách về sau cũng là phát hiện trong vòng ngàn dặm cả gốc cây cỏ đều không có tìm được chỉ có thể là bất đắc dĩ cảm giác mình có hay không thật sự muốn như vậy đem thời gian lãng phí ở nơi đây lúc lão tổ trong lòng cũng là có khó hiểu theo đạo lý mặc nói diệp vân lựa chọn đường hẳn là sẽ không như vậy không có vật gì thế nhưng là ngoại trừ lúc trước thấy cái kia to lớn huyệt động bên ngoài chính là tại cũng không có thấy rồi mặt khác lúc này diệp vân cũng là thở dài chuẩn bị quay đầu lại lúc cũng là bị lão tổ nghi ngờ nói tiểu tử ngươi chẳng lẽ lại là chuẩn bị trở về đầu chịu chết ở trong đó ngủ say đồ vật hẳn là có thể đem hai người chúng ta đơn giản thu thập a à? bất quá đồng dạng là một lần thật tốt cơ duyên nếu là thì cứ như vậy buông tha lời nói có phải hay không có chút quá mức lãng phí lão tổ diệp vân đã là đã không có dư thừa kiên nhẫn chính mình một khắc nếu không phải tại linh diệu đại lục ở bên trên chính mình nhưng là sợ hãi yêu tộc lúc này nếu là phản công mà nói nhân tộc đến tột cùng là hay không có thể thừa nhận ở. Phải biết rằng nếu như mình còn không có đem ma nguyên tinh thạch mang về, một đầu đã đến địa tiên cảnh thập trọng yêu hoàng tạo thành uy hiếp là có thêm cỡ nào khủng bố. Điểm này chính mình tự nhiên là biết rõ, hôm nay nếu để cho chính mình một mình đến đối mặt, tự nhiên là sẽ bị người sau dễ dàng chỉnh đốn, coi như là mình ở tiên linh thân thể thời điểm, cũng là chỉ có thể cùng địa tiên cảnh cửu trọng người chống lại, thập trọng vương cảnh giới, đã là vượt ra khỏi thế gian này rất nhiều nhiều nữa nếu là tiên đạo tông trong mục tri đại trưởng lão còn đang bế quan mà nói sợ thật sự muốn xảy ra chuyện rồi nếu như là loại này lời nói đó chính là chỉ có thể tự cầu nhiều phúc a à. biết rõ diệp vân đích thật là đã trong lòng hạ quyết định lão tổ cũng là chỉ có thể thở dài về sau không biết nên là như thế nào khuyên can diệp vân mặc dù đang chính mình trong mắt hành động như vậy rất là nguy hiểm nhưng ở hắn nhìn có lẽ chẳng qua là một lần thiên đại cơ duyên nếu là người sau thật là như vậy nghĩ đấy như vậy mình bây giờ tâm cũng thật sự đã mỏi mệt rồi đã là đã có chút ít hoang mang cùng khiếp đảm lão tổ trong lòng liên tục cười khổ mình là không nguyện ý nhất thừa nhận mình đã là không được nhưng sự thật bày ở trước mắt của mình mình coi như là không muốn thừa nhận cũng là không có rồi biện pháp từ khi thân thể của mình sau khi biến mất cái này hồn phách liền là mình duy nhất giải thoát chi lộ mà diệp vân đúng là cái này giải thoát chi lộ bên trong không thể thiếu khuyết quân cờ mình muốn một lần nữa hàng lâm cái này linh diệu đại lục chính mình quyết không cho phép thì cứ như vậy không có cốt khí chết đi. Tự mình nghĩ việc cần phải làm, hay vẫn là nhiều lắm, không biết. Chính mình năm đó đồng dạng là vô cùng si mê. Nhưng là bây giờ nhìn tới, cũng là trong lòng có chút bất đắc dĩ. Thật là đã bị năm tháng loại này chữ làm cho tàn phá tâm trí. Hay vẫn là nói mình đã chưa từng có từ trước đến nay tâm, dần dần trở nên một rơi xuống. Những chuyện này mình cũng là đã không cách nào cân nhắc. Đơn độc có chính mình trong mắt chứng kiến đến hết thầy. Phương hướng mới thật sự là không biết. Loại cảm giác này, làm cho mình cảm thấy vô cùng phiền chán rồi lại là không hiểu. Chẳng lẽ thật là bởi vì năm tháng làm cho người ta cẩn thận, hay vẫn là nói mình thật sự đã là hướng tử vong tước vũ khí đầu hàng. Những chuyện này lão tổ cũng không muốn biết. Hiển nhiên hắn trong lòng mình cũng là có đánh giá, hôm nay nhìn cố ý xuống dưới bộ dạng, lạnh nhạt toát ra cười khổ. Chẳng lẽ lại thật là đã tập mãi thành thói quen, tiểu tử, kiên trì tốt rồi, dù sao trên đường đi đều là có thêm lão tổ tại bên cạnh ngươi biết mình đều muốn thoát khỏi loại này ngu muội trạng thái chỉ có thể là đem chính mình một lần nữa lắc lư tại tử vong một đường giữa sau đó làm cho cái kia mất đi chiến máu một lần nữa sống lại chắc hẳn đây cũng là chính mình sau này làm cho phải đi một cái không về chi lộ bất quá con đường tu hành không phải là một cái không về túc đường hoặc là nói chỗ đó đều là quy túc bởi vì ngươi như là tử vong mà nói chính là triệt để quy túc nương theo lấy vô tận cô đơn lạnh lão ngủ say xuống dưới thằng đến là tất cả cùng người có liên quan liên người đem ngươi triệt để quên đi đem người tất cả đều là bỏ xuống lão tổ trong lòng bất đắc dĩ nhưng đây cũng là sự thật chính mình nếu như không hy vọng như thế chính là muốn làm ra sở hành chi người không thể đặt chân sự tình mà chuyện này nhất định phải từ chính mình sợ hãi nhất một mặt trực kích sâu trong tâm linh mới là mới có thể có một đường hy vọng mượn nhờ giải thoát lão tổ bật cười giữa cũng là nhìn thấy diệp vân lộ ra nghi hoặc về sau cười nhạt nói lão tổ thật vất vả đều là đã hạ quyết tâm như thế nào quay về là như vậy đơn giản liền như vậy buông tha cho đây tuy rằng cảm giác lão tổ cho tới nay đều là như vậy tự do tản mạn nhưng lúc này đây chăm chú nhưng là làm cho diệp vân có chút ngoài ý muốn không khỏi lộ ra vui vẻ nói nếu như lão tổ đều nói như thế rồi cái kia ta tự nhiên gặp hết sức đánh cực một lần đấy ngay lập tức tới diệp vân đem lão tổ áp đặt tại trên người mình ảo trận xóa đi về sau tiên ma trên chiến trường phong vân chuyển động Diệp Vân trong mắt ẩn hiện không gian vầng sáng Phương viên chăm giảm ở giữa không gian đều là tại Diệp Vân ý niệm phía dưới sở phá vỡ Diệp Vân cảm thụ được bên cạnh mình hư không cảnh sát Vận dụng tất cả lĩnh ngộ có thể vì Kiệt lực cảm thụ được cái này hư vô cảnh sắc. Chẳng qua là ngắn ngủn mấy khắc Diệp Vân trong mắt liền nổi lên hơn 10 đạo tơ máu Lúc trước Diệp Vân tại thời không điện trong cảnh sát Cũng là có chút nhất trí Chẳng qua hiện nay Diệp Vân cần thiết lĩnh ngộ đồ vật nhưng là so với kia tốc độ ý cảnh muốn khổng lồ hơn nhiều đồ vật, Diệp Vân đã không phải là lúc trước tên kia kim đan cảnh. Đối mặt không trệ thạch bực này đồ vật cũng là muốn kích động cả buổi. Bây giờ người sao? Bất quá là một người tu sĩ, tu thiên địa hành trình, sĩ vạn vật gốc dễ. Diệp Vân trong cơ thể tiên ma chi tâm chậm rãi chuyển đưa trả lại một bộ phận được Diệp Vân phong ấn tinh thần chi lực. Tại đem cái này, tinh thần chi lực nắm giữ thời điểm. Diệp Vân trong ý thức nổi lên một bộ hắc ám chi cảnh, nhưng mà ở ngoài sáng sát thực quan sát xuống, rồi lại là có thể nhìn thấy tính bằng đơn vị hàng nghìn viên cầu. Nhưng Diệp Vân, nhưng là mờ mịt quan sát chung quanh hắc ám, không biết ứng với nên như thế nào đi làm. Cuối cùng viên cầu bên trong có hai quả phát ra trí cao sức mạnh to lớn rực màu đỏ mặt trời cùng sáng tỏ trăng tròn lúc. Diệp Vân mới là phát hiện mình đã sớm rơi vào tay giặc đã đến ý cảnh trong hải dương. Tại trong này lĩnh ngộ, không khỏi là làm cho Diệp Vân cảm thấy là một mảnh khó có thể lý giải mới lạ sự vật. Hắc ám, đều là hắc ám, chỉ có lấy một đám quang huy phá vỡ, tiên ma chi tâm lại lần nữa cởi bỏ diệp vân trong ý thức phong ấn Thằng đến diệp vân đem cái kia quang huy triệt để nhìn rõ ràng về sau cố nén trong đầu đã sắp tàn vỡ tinh thần chi lực đem vận dụng tiên ma chi tâm một lần nữa phong ấn xuống dưới đây mới là nhẹ nhàng thở ra mặc dù chỉ là đã minh bạch nhất điểm không gian pháp tác nhưng điểm này chính là đầy đủ diệp vân sử dụng nhưng lúc trước cái kia thứ cảnh sắc nhưng là thủy trung lưỡng lự tại diệp vân trong lòng cái kia đến tột cùng là cái tình trạng gì tuy rằng diệp vân rất muốn tiếp tục đi lĩnh ngộ nhưng vẫn là chống đỡ không nổi cuối cùng cũng là bật cười rồi vài tiếng thật sâu cảm thấy chính mình vô lực cùng ngay lúc đó tự đại thẳng nếu là mình tiên linh thân thể vẫn còn trên người mình lời nói điểm ấy cảm ngộ tự nhiên là có thể thuận lợi đột phá nhưng hiện tại rồi lại thật sự có chút cầm cự không nổi nữa nhưng nếu là đã có thể đã minh bạch một điểm cái kỳ điểm này liền là cho diệp vân đầy đủ tin tưởng Tuy rằng hiện tại chính mình vẫn chỉ là có thể lĩnh ngộ một phần mà thôi, nhưng nếu là theo chính mình góp gió thành bão, tóm lại là có thể hoàn toàn lĩnh ngộ, tuy rằng cái này cần đại lượng thời gian chăn đệm, nhưng mình bây giờ dầu gì cũng là đã có được đầy đủ lôi linh năng lực pháp tắc. Lúc trước Tàn vỡ chi cảnh tuy rằng khắc sâu vào ở rồi Diệp Vân ý thức, nhưng Diệp Vân nếu là thật sự đang ngâm vào vừa rồi lĩnh ngộ ý cảnh, lại là sẽ đạt tới như thế nào trình độ, Diệp Vân tuy rằng không rõ, bất quá nhưng là mơ hồ có chút minh bạch, có lẽ hay vẫn là cùng phá hư có quan hệ cùng mình ban đầu ở lôi đình thế giới giống nhau đem cái kia hắc ám hoàn toàn phá hư như thế phương hướng mới thật sự là giải thoát chi đạo bạch quang lập lòe giữa vừa rồi dị động đã là làm cho tiên ma bên trong chiến trường sinh ra kịch liệt ảnh hưởng diệp vân cũng là không do dự nữa thân hình di chuyển đổi vận dụng không gian pháp tắc trong nháy mắt rời khỏi mà lão tổ làm như nhớ tới ở đằng kia to lớn trong hoạt động sự tình không khỏi cũng là có chút ít động dung bởi vì từ vừa rồi truyền ra khí lưu bên trong hắn làm cho cảm nhận được vài phần khác thường đã là làm cho hắn đã có chút ít khó hiểu vì sao tại tiên ma bên trong chiến trường sẽ có cái kia các loại đợi ma vật còn tồn tại hơn nữa chính mình phát hiện khí tức ứng với cũng không phải bình thường ma tộc còn sót lại chi vật bất quá có lẽ cũng sẽ không là ma thần tàn hồn bởi vì vô luận là khí tức hay vẫn là phẩm chất bên trên ma lực đều là xa xa không kịp ma thần cảnh ma tộc nhưng là có kinh khủng lĩnh vực uy áp lão tổ cũng là nhìn diệp vân vận dụng không gian pháp tắc chuẩn bị trực tiếp đi làm lúc lặng lẽ rời khỏi to lớn huyệt động trong lòng cười khổ nhưng cũng là không có nhiều lời bởi vì nếu là đã làm quyết định như vậy hối hận loại chuyện này mình cũng là không cần đi để ý tới mấy trụ hương thời gian diệp vân đã làm mơ hồ ở phương xa thấy được lúc ấy bỏ qua to lớn huyệt động làm lúc cảm thụ được trong đó ma khí lúc tuy rằng phẩm chất xa không kịp ma thần nhưng là còn hơn số lượng nhưng là đã vượt qua mình ở thông thiên tháp trong mấy tầng ma thần khí tức. Diệp Vân tuy rằng trong lòng đối với kia mặc dù có không hiểu nghi hoặc, nhưng cũng không có tại hoài nghi, nếu là như vậy ma khí nồng nặc trong đều không thể đàn sinh ra ma nguyên tinh thạch, sợ là mình tại mù quáng tìm kiếm cũng là vô công cử động. Lại một lần nữa thuấn di, Diệp Vân đi tới huyệt động biên giới, nhìn trong đó được khắc vụ bao phủ ở cảnh sắc, trong lòng khẽ nhúc nhích. Đối với những thứ này ma khí sẽ hay không ảnh hưởng thân thể của mình, Diệp Vân cũng không biết nhưng là trong lòng có cảm giác chính mình muốn nhóm xuống dưới sợ là lại sẽ gặp được một ít không thuộc mình tra tấn tuy rằng mình đã là có lúc trước tiên linh thân thể kháng tính nhưng mình bây giờ thân thể nhưng là bình thường nhất phàm nhân thân thể ngay cả là địa tiên cảnh bực này không kém thân hình cũng là có chút ít cầm không ra tay thực sự không phải là diệp vân đã là đã có sợ hãi bực này gây yếu tâm tình đơn độc là mình nếu là không có gì chuẩn bị lời nói sợ là chỉ cần tung người xuống dưới cũng sẽ được trong đó mà khí choáng váng đầu óc thậm chí là ý thức đều được kia hoàn toàn chiếm cứ lão tổ có thể có cái gì tốt phương pháp xử lý như thế xuống dưới mà nói sợ là còn không có xuống dưới chính là gặp bị bị thương nặng rồi mình bây giờ vốn cũng không cách nào phát huy ra toàn lực nếu là thì cứ như vậy được kia dây dưa xuống dây mà nói chỉ cần là tiến vào động này cửa đều là một lần không nhỏ tiêu hào giờ vân cao mày nói mình cũng là hy vọng lão tổ có thể đối với chính mình có cái gì tốt trợ giúp dù sao bây giờ cái này tình cảnh ích thật là đối với chính mình có chút bất lợi nhưng diệp vân trong lòng mặc dù có một chút mâu thuẫn nhưng nếu là lão tổ cũng không biện pháp lời nói mình cũng là chỉ có thể mạo hiểm thử lão tổ tự nhiên là có biện pháp rồi bất quá ngược lại là người sẽ đau lòng một chút nghe được diệp vân hỏi vấn đề của mình lão tổ cười thầm đem ngươi đại lượng tiên linh chi thạch nghiền nát sau đó đem những thứ này tiên linh lực bao bọc tại trên người của ngươi không phải là có thể triệt tiêu ư Bất quá cũng chỉ có thể là tuyệt phẩm tiên linh chi thạch vừa rồi, có thể làm được điểm này, người nên biết điểm này à. Đã có biện pháp, chính là không cần để ý sẽ đau lòng loại chuyện nhỏ nhạt này rồi, Diệp Vân cười nhạt nói. Chính mình lúc ấy hay vẫn là cho rằng lão tổ không có gì tốt biện pháp xử lý, nhưng khi nghe được cũng chỉ là cần tiêu hao một bộ phận tiên linh chi thạch về sau, Diệp Vân, nhưng là cũng không có cảm giác nhiều lắm. Mặc dù nói chính mình ngưng tụ thành tiên linh thân thể lúc đã là vận dụng, không thể tính toán tuyệt phẩm tiên linh chi thạch, thế nhưng chút ít diệp vân nhưng là cũng không có quá nhiều để trong lòng bởi vì nếu như là của mình cái kia nghĩ phải như thế nào dùng đều là có thể hơn nữa bây giờ tình cảnh xuống coi như là tiêu hao nhiều hơn nữa tuyệt phẩm tiên linh chi thạch diệp vân trong lòng đều là chút nào không dao động cảm thụ được lôi âm hóa long giới trong một tòa lại một tòa núi ca bình thường tiên linh thạch núi từ trong này tu luyện đã là có thể vượt qua tiên đạo tông bên trong thánh phẩm chỗ tu luyện nhưng diệp vân nhưng là phạm vi lớn điều động mà ra làm Lúc trong đó tiên linh chi thạch rời khỏi chữ vật pháp bảo về sau, Phảng Phất là nhận lấy một cỗ vô hình áp bách chi lực, trong nháy mắt xuất hiện ở hiện tiên ma chiến trường trong lúc đã bắt đầu nghiền nát. Theo thời gian trôi qua, Diệp Vân bên người đã là được một cỗ thực chất hóa tiên linh khí đoàn đoàn bao vây. Diệp Vân cảm thụ được chính mình tình cảnh hiện tại, tại phát hiện đích thật là không có cái gọi là ma khí quấn thân lúc, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, trong mắt lập loài linh quang, thả người nhảy lên hóa thành một đạo lôi đình trùng tia sáng không hề sợ hãi bay thẳng hạ xuống như hắc vụ bình thường ma khí tràn ngập tại động ở dưới đáy phá hủy hầu như không còn lấy tất cả ngoại giới sinh linh ở chỗ này chỉ có mê muội người trong tộc mới có thể cảm nhận được thoải mái dễ chịu tộc khác bảy người đều là gặp cảm nhận được khác thường lôi đình cầu vồng vạch phá hắc ám như phá ma chim mũi tên tách ra ma khí làm cho động này ở dưới đáy ẩn hiện rất nhiều vầng sáng đối với những thứ này sự tình cần phải cố gắng hết sức xử lý sớm rồi mới phải Giờ phút này tiên linh khí đúng là cho là mình kinh khủng số lượng mà tiêu tán lúc, coi như là Diệp Vân đang nhìn mấy lần rất nhanh tiêu tán tốc độ lúc, trong lòng cũng là không khỏi cả kinh. Lúc đầu vốn cho là mình tiêu hao tiên linh chi thạch hẳn là đã đầy đủ chính mình với tư cách tiêu xài, nhưng là bây giờ nhìn tới, sợ là tranh lệch như cũ, là rất lớn, trừ phi là chính mình có cái gì rõ ràng phương pháp, bằng không thì loại thủ đoạn này sẽ chỉ là được lãng phí đến cuối cùng. Lão Tổ cái này tiêu hao tốc độ không khỏi là có chút ít quá không hợp thói thường rồi à. Mũi chân hơi có vẻ chạm đất. Diệp Vân một bộ trường bào màu đen đạp rơi vào trên một tảng đá lớn, phóng nhãn bốn, phía tất cả ma khí. Giờ phút này ma khí đã là như nước chảy, điên cuồng hướng phía Diệp Vân kéo tới. Mà Diệp Vân bên người tiên linh khí không chừng mực tiêu hao, mà Diệp Vân chỉ có thể là không ngừng đem chữ vật pháp bảo trong tiên linh chi thạch nát bấy. Mượn này đến tranh thủ mấy khắc thời gian ngắn ngủi, mà lão tổ đang nhìn đến Diệp Vân hỏi hướng vấn đề của mình lúc cũng là bất đắc sĩ nói đây cũng là chuyện không có cách nào khác ở chỗ này ta cũng là không có thể động dụng thần hồn chi lực đem những thứ này mà khí bài trừ dù sao nơi đây hẳn là ẩn xấu một cái hung ác nhân vật chỉ có thể là trước hết để cho người đau lòng một chút nghe được lão tổ mà nói diệp vân tuy rằng trong lòng mặc dù có chút bất đắc dĩ nhưng cũng là rất nhanh tiếp nhận ánh mắt di chuyển chuyển tại bốn phía bên trong mặc dù mình không nhìn thấy chút nào mà vật dấu vết lưu lại nhưng ở cái này vô biên ma khí bên trong âm thầm trộn lẫn thêm vài tia cảm giác quái dị nhưng là làm cho diệp vân sẽ không đơn giản như vậy tin tưởng nơi đây chẳng qua là như thế nếu là sở liệu không hẳn vậy mà nói chắc hẳn trong này ma vật chắc có lẽ không là cái gì cạn dầu mặt hàng chỉ sợ cũng tại ma tộc ở bên trong đều là vị trí cường giả địa vị mượn nhờ lão tổ thức niệm diệp vân cũng là thấy được nguyên bản được gắt gao phong ấn chặt vỡ vụn địa phương nguyên bản phải là tường hòa tiên linh chi văn nhưng là đang bị ma khí tuôn ra thời điểm triệt để bị đồng hóa xuống dưới mà diệp vân đối mặt loại tình cảnh này cũng là chỉ có thể thở dài mình cũng là có tâm hỗ trợ mà vô lực xoay chuyển trời đất người nếu là thật sự đều muốn trận pháp này một lần nữa hoạt động mà nói làm cho muốn hào phí tiên linh chi thạch sợ là sẽ phải thêm nữa hơn nữa này thời gian hay vẫn là gặp rất ngắn ngủi nếu là vận dụng trăm ức mà nói sợ duy trì thời gian cũng không quá đáng là ngắn ngủn bạch tức mà thôi nhìn diệp vân lòng có dư bộ dáng lão tổ nói bất quá những vật này trong mắt hắn đều là vô dụng đấy Hiện tại mấu chốt nhất chính là tại đây ma khí tung hoành, mà ở dưới đáy tìm được ma nguyên tinh thạch, bằng không thì coi như là Diệp Vân có nhiều hơn nữa tuyệt phẩm tiên linh chi thạch, cũng là vô dụng chi công, nhưng mặc cho chính mình như thế nào vận dụng thần thức chi lực đến điều tra bốn phía, luôn sẽ bị chung quanh khổng lồ ma khí hải dương tách ra, cho nên hiện tại mình cũng là cùng Diệp Vân giống nhau. Hai bên màu đen, đối với cái này một điểm, lão tổ cũng là có chút cười khổ, chính mình sợ là hiện tại cũng trợ giúp không được Diệp Vân rồi hay là trước bước ra một bước tốt rồi ở chỗ này hai mắt một vòng mò đen chờ cũng không phải biện pháp đối với ở trước mắt cục diện bế tắc nếu là không có biện pháp tốt nhất diệp vân cũng là đơn độc có thể động dụng thường dùng nhất phương pháp đi xuống cự thạch diệp vân chân đạp tại đáy động cả vùng đất được nồng đậm tiên linh khí làm cho bao phủ thân thể tại chạm đến thời điểm dĩ nhiên là để cho phương này thổ địa mơ hồ đã có chút ít biến hóa nhưng là tại diệp vân sau khi rời đi ngay lập tức được khổng lồ ma khí làm cho thôn vệ cái kia một điểm vừa mới ra đời linh tính, lần nữa về diệt. Nhìn đến biện pháp giải quyết, có lẽ không chỉ là đơn thuần dựa vào tiên linh khí làm cho tinh lọc, sợ là cần đem động này ở dưới đáy tất cả ma khí ít nhất cũng phải là vượt qua 8 phần ma nguyên lực rút sạch, nói cách khác, trừ phi là số lượng bên trên hoàn toàn nghiền ép cái này, một mảnh ma khí, nếu không chỉ biết vô duyên vô cớ chôn vùi tiên linh khí mà thôi. Diệp Vân nhìn mình vừa vừa rời đi vị trí, làm, lúc được ma khí lần nữa ăn mòn lúc, Diệp Vân làm sơ cân nhắc, liền một lần nữa đi hướng tiền phương. Nhìn bên cạnh phần đông dày đặc hài cốt, Diệp Vân cũng không có quá nhiều kinh ngạc, có thể ở chỗ này chết đi sinh linh đại đa số đều là người của ma tộc, trong đó không thiếu một ít tại địa tiên cảnh bát trọng, thậm chí cả cửu trọng cường đại ma tộc. Hơn nữa nơi đây, không phải là có nhân tộc tu sĩ thi cốt, đúng là còn có yêu tộc chi nhân thú cốt. Từ điểm này lên, Diệp Vân cũng là có thể tưởng tượng lúc trước nhân tộc cùng yêu tộc hai phe liên thủ đối địch tình cảnh, chắc hẳn lúc trước phát sinh ở nơi đây chiến dịch nên là cực kỳ thê thảm. Đẫm máu chiến đấu hăng hái nhân gian giới sinh linh, lại là làm sao có thể cùng tiên thiên liền cường thịnh cho bọn hắn chủng tộc giao thủ. Hơn nữa nhìn lấy tư thế, trừ đi một tí tự nguyện tự bạo sinh linh tàn xương bên ngoài, sợ là càng nhiều nữa ma tộc đều lần lượt hiển hiện tại Diệp Vân trong mắt, Diệp Vân trong lòng thê lương, lấy ít thắng nhiều loại chuyện này, thật là sẽ phát sinh ở chỗ này. Hai tộc ngăn cách, xa xa không kịp cùng ma tộc ở giữa chênh lệch, nhân tộc xem yêu tộc vì là xúc vật mà ma tộc lại là xem thường nhân tộc vì là nhỏ bé mà không biết đủ con sâu cái kiến đối với cái này một điểm diệp vân trong lòng cũng là minh bạch nếu là ở chính mình xem ra ma tộc cùng yêu tộc đều là một ít thần chí chưa khai hóa thô bạo vật tuy rằng trong đó không thiếu trời sinh linh tính người nhưng càng nhiều hơn là không có nhân tộc giống nhau thông minh cùng tự kiềm chế nhân tộc mặc dù trời sinh nhỏ yếu nhưng từ nhỏ yếu lúc chính là có được không kém gì địa tiên cảnh yêu vật ở giữa nhanh nhạy mà yêu vật cùng ma tộc đều là chỉ có thể dựa vào lấy hậu thiên tu luyện mới vừa rồi là có thể đạt tới nhân tộc tình trạng. Tuy rằng đây là hai tộc không muốn thừa nhận sự tình, nhưng đây cũng là sự thật. Tiên thiên thân thể cường đại làm cho mang đến hoàn cảnh xấu liền thì không cách nào tốt nhất khống chế bản thân, mà tiên thiên nhỏ yếu, nhưng là làm cho người ta tộc có thiết bình thường, quy củ, từ chính mình hoàn toàn đem khống chế ở bản tâm, mà thực sự không phải là thông qua trời sinh dục vọng mà đi sự tình. Bảo hộ nhỏ yếu chi nhân, làm cho kia có tốt hơn phát triển, cường giả che chở làm cho người ta tộc có tốt hơn phát triển hoàn cảnh kẻ yếu đồng dạng là đang dùng hành động của mình đến chống đỡ nổi cường giả lúc thu luyện tài nguyên bằng không thì những cái kia tiên đạo môn phái lại là như thế nào gặp bảo hộ bình thường phàm nhân tuy rằng bọn hán có rời núi điền sông khả năng nhưng cuối cùng là quá ít số lượng đa dạng phàm nhân mới là tốt nhất sức lao động nhưng trong đó không thiếu tâm tính thiện lương người chỉ là đơn thuần không hy vọng phàm nhân xuất hiện sự tình nhưng loại người này cuối cùng là quá ít lão tổ như thế ở chỗ này đào quanh thủy chung không phải cái biện pháp tốt nếu là có thể mà nói có thể hay không vận dụng một bộ phận linh lực dùng để hấp dẫn tại những thứ kia diệp vân đi vào một cái khác mảnh đại địa lúc ở chỗ này diệp vân thấy được đại lượng tàn phá binh khí lẳng lặng vỡ vụn tại bốn phía đoạn giao hãm sâu đại địa đào kiếm tàn phá về sau mảnh vỡ màu đen đại trùy đến nay đều là tàn ra làm cho người sợ hãi hủy diệt khí tức chẳng qua là diệp vân nhìn màu đen đại chùy lúc mơ hồ cảm giác được một điểm không đúng bốn phía binh khí đều là tàn phá vì sao duy chỉ có cái này binh khí mục nát mà không hóa thậm chí là tại chậm rãi hấp thu chung quanh ma khí đã là đã nhìn ra cái này phiến khu vực nhất định là có vấn đề nhưng diệp vân nhưng là lâm vào muốn rời khỏi mà lại là chậm chạp không chịu rời đi trạng thái ở chỗ này chính mình hẳn là có thể phát hiện nơi đây mấu chốt của vấn đề hơn nữa mang nguyên tinh thạch có lẽ liền giấu ở trong này bằng không thì nơi đây ma khí sẽ không thể nào như thế nồng đậm hơn nữa trước mắt cái này màu đen đại trùy tại diệp vân trong mắt chính là mấu chốt của vấn đề nhưng muốn tìm được phương pháp xử lý nhưng là có chút không hiểu khó khăn bất quá nếu là đem luyện hóa lời nói tóm lại là có thể tìm được đấy diệp vân cũng không tại đây đại trùy bên trong nhìn ra cái gì nhưng nếu là chính mình không cách nào nhìn thấu đồ vật như vậy đem cải tạo trở thành bản chất không phải là có thể dễ dàng rõ ràng tuy rằng rất ngốc nhưng không thể nghi ngờ là thích hợp nhất hắc hắc ngươi tiểu tử này lại là suy nghĩ cái gì đâu rồi bất quá ngươi đã đều là nghĩ như vậy rồi như vậy luyện hóa sự tình ngươi cũng hẳn là có nắm chắc mới phải lão tổ nhìn ra diệp vân ý nghĩ trong lòng không khỏi cười nói kỳ thật chính mình lúc trước nghĩ đến phương pháp xử lý cũng là cái này nhưng không biết làm sao rồi lại thì không cách nào hoàn toàn cho thấy đi ra bởi vì chính mình tuy rằng không cần lo lắng cái này màu đen đại trùy bên trong ma khí nhưng Diệp Vân bây giờ thân thể, rồi lại là không thể cho phép chính mình dựa theo trong lòng ý định đến cân nhắc, cái này phàm nhân chi thân, cuối cùng quá yếu. Hoàn toàn không chịu nổi chính mình, là bất luận cái cái gì một điểm động tác, mỗi lần cân nhắc cũng là muốn trước đem bộ dạng này thân thể có thể hay không thừa nhận vì là ưu tiên. Diệp Vân tuy rằng mặt ngoài không nói gì thêm, cười ha hà đã tiếp nhận chính mình trở lại phàm nhân thân thể sự thật. Nhưng ở chính mình trong mắt, sợ đây cũng là mặt ngoài hiện tượng, mà lão tổ tuy rằng không cách nào hoàn toàn đem cái này màu đen đại truy luyện hóa chính là muốn muốn nhìn diệp vân có phương pháp nào thật đúng là đã quên hiện tại chính mình yếu ớt xem ra biện pháp này cũng thì không cách nào rồi diệp vân cũng là lập tức đã minh bạch lão tổ lời nói này ý tứ không khỏi bật cười nói đó chính là dùng đần phương pháp tốt rồi nếu là không cách nào đem luyện hóa lời nói đó chính là hủy ạ à. bên ngoài cơ thể sinh sôi lôi đình ánh sáng nương theo lấy tiên linh khí sập sờn phập phồng một thanh lôi linh tiên kiếm hiển hiện tại diệp vân tay trái phía trên vốn là một chút cảm thụ được trong đó lôi linh chi lực tại cảm xúc không sai lúc diệp vân hất lên tay trong tay lôi đình tiên kiếm tức thì hóa thành một đạo lôi đình ánh sáng phóng tới màu đen đại trùy chỉ có thể là nhìn thấy màu đen đại trùy bên trên lôi quang văng khắp nơi nhưng ở lôi đình tiên kiếm biến mất lúc màu đen đại trùy thủy chung là bảo trì không thay đổi cũng không được diệp vân một kích này mà có chút nào lắc lư mà diệp vân nhìn đại chùy bề ngoài thân thậm chí là liền vết kiếm cũng không từng lưu lại không khỏi đến thêm vài phần hứng thú. Đồng thời, đồng tử ở chỗ sâu trong ẩn hiện hai quả sâu sắc hàn băng liên, trong cơ thể băng linh năng lực tùy theo hiển hiện Diệp Vân bàn tay, nhìn trong tay mình không ngừng tiết ra ngoài băng linh chi lực. Diệp Vân cũng không do dự, dùng sức đạp mạnh dưới chân đại địa, thân pháp lập tức tăng vọt. Nếu là không cách nào vận dụng lôi linh năng lực đem phá hủy mà nói, đó chính là trước đem người đóng băng đứng lên, sau đó nhìn lại một chút là như thế nào tốt rồi một đạo cự đại hàn băng cự trưởng thuận thế tại diệp vân trong tay vung lên mà ra nhìn đã là gần ngay trước mắt màu đen đại trùy diệp vân trong hai tròng mắt lưu truyền cực hàn thần quang rét lạnh gió bão chi tuyết tại thời khắc này hoàn toàn tỏa ra tĩnh mịch đóng băng quốc gia diệp vân giờ phút này vận dụng băng linh năng lực đã là vượt qua bản thân linh lực dự trữ bảy thành nhiều thậm chí tại hàn băng cự trường được màu đen đại trùy triệt tiêu về sau diệp vân tay vẫn như cũ là gắt gao cầm chặt màu đen đại chùy như muốn rút lên nhưng mặc cho diệp vân trong tay băng linh năng lực như thế nào đại lượng thúc giục vẫn như cũ là không cách nào hoàn toàn đem cái này đại trùy một lần nữa dơ lên đại trùy phảng phất là một tòa uốn lượn suối sông mà diệp vân chính là cái kia rời núi cự nhân ngay cả là có rời núi chi lực nhưng vẫn xưa cũ không cách nào đem hoàn toàn dịch chuyển ra cái này chính là có chút quá mức vốn ta đều là đã bỏ đi hy vọng này rồi nhưng là bây giờ nhìn tới cần phải càng thêm cố gắng mới phải tôi tiện tâm pháp toàn lực cho người mở ra diệp vân bên người nồng đậm tiên linh lực thực sự không phải là chỉ có chống cự ma khí sử dụng trong đó phân ra một bộ phận chính là một lần nữa quy nạp tiến nhập diệp vân trong cơ thể cảm thụ được trong cơ thể lại lần nữa hiện lên lực lượng diệp vân hơi lộ ra sau khi bình tĩnh lạnh lùng ghé mắt mình đã là cảm nhận được phương xa cuồn cuộn mà đến to lớn động tĩnh nhưng trong tay truyền đến rất nhỏ lắc lư cảm giác đã là làm cho diệp vân có đầy đủ kiên trì lý do coi như là không có năng lực rút núi này khí phách nhưng chỉ cần có có phần này lực lượng chính là vậy là đủ rồi đã là không cách nào tại nhẫn nại mình bây giờ phảng phất là đã nhận lấy mấy trăm vạn cự thạch áp bách tại toàn thân cao thấp diệp vân trong tay băng linh chi lực đã là đem màu đen đại chùy chùy trôi hóa thành băng chùy nhưng vẫn là như thế cũng chỉ là làm cho đại chùy chuyển lại tại diệp vân trên người chập chờn cảm giác càng thêm mãnh liệt mà thôi mà đại chùy vị trí nhưng là chưa từng di động hơn phân nửa phân tiểu tử muốn ta nhìn ngươi hay là trước giải quyết những thứ này ma vật tàn hồn a à. bằng không thì đợi chút nữa ngươi được bọn hắn công kích lão tổ cũng là sẽ rất khó làm đấy lão tổ nhìn diệp vân cũng không có buông tha ý tưởng trong lòng băn khoăn mình đã là có thể nhìn thấy phương xa mấy trăm đạo chạy như điên mơ hồ hồn phách nếu là diệp vân lại không xuất thủ sợ là đơn độc có chính mình mới có thể bảo vệ cái sau rồi chờ một chút giúp ta tranh thủ hai trụ hương thời gian diệp vân hiện tại đã là không có quá nhiều thời gian cùng lão tổ trao đổi hắn giờ phút này thân thể chăm chú kéo căng lên gân xanh trên cánh tay hơi hơi giữ tận bại lộ tuy rằng tôi tiên tâm pháp đã là vì là diệp vân cung cấp đầy đủ thân thể chi lực nhưng đối mặt diệp vân tình cảnh hiện tại điểm này thân thể chi lực vẫn còn là hoàn toàn chưa đủ nếu là có thể đạt tới địa tiên cảnh bát trọng mà nói hẳn là có thể hóa giải trước mắt nan đề rồi khí thế bàng bạc lại lần nữa bộc phát diệp vân bên người màu lạnh gió bão chi tuyết thật sâu đem diệp vân bao vây lại gió cuốn tàn tuôn mặc dù vô hình nhưng là như là trung thành nhất chiến quân thủ hộ lấy diệp vân mà ở đối mặt đã kéo tới cuộn cuộn ma hồn hàn tuyết ngăn trở bước chân cũng là làm cho lão tổ có đầy đủ thời gian để ứng đối tuy rằng cái này khổng lồ ma khí trở ngại lão tổ thần thức chi lực nhưng lão tổ chi uy rồi lại cũng không phải những thứ này con sâu cái kiến có thể chà đạp đấy thần thức chi lực phá hủy một đầu lại một đầu thân hình mơ hồ ma hồn lão tổ nhìn đã hãm sâu ma hồn hải dương diệp vân như vậy tiếp cận khoảng cách chỉ cần là chính mình nguyện ý một lát liền có thể đem quét sạch nhưng bây giờ lão tổ rồi lại là muốn nhìn một chút diệp Vân là chuẩn bị xử lý như thế nào trước mắt cái này nguy cảnh nếu là có thể mà nói chính mình vẫn còn là muốn làm cho diệp vân một thân một mình đến đối mặt hỏa viêm tam chuyển thiên hỏa hải hỏa diễm phong bạo phô thiên cái địa bình thường quét sạch ra lão tổ nhìn giờ phút này diệp vân hai mắt ẩn chứa hỏa viêm bên người gió bão chi tuyết nương theo ngập trời biển lửa cộng sinh hai cỗ trời sinh mâu thuẫn linh lực tại diệp vân dưới sự khống chế hoàn mỹ tránh khỏi kia xung đột một mặt làm Lúc ma hồn tiếp xúc thời điểm nhao nhao kêu thảm thiết kêu rên, mặc dù âm thanh vô hình, nhưng là đủ để ảnh hưởng nguyên anh cảnh đỉnh phong thức hải, nhưng ở Diệp Vân trước mặt, điểm ấy thủ đoạn sợ là có chút chưa đủ nhìn, coi như là mình bị tự phong đứng lên, cũng không phải những thứ này bình thường thủ đoạn có khả năng nhiễu loạn đấy. Ầm ầm. Trong tay gắt gao cầm chặt chùy trôi buông lòng, nguyên bản bởi vì chính mình băng linh năng lực mà bị băng phong đứng lên màu đen đại chùy đang bị Diệp Vân rút lên lúc, Trung quanh niêm phong cất vào kho băng tinh tức thì hóa thành mảnh vỡ mà diệp vân trong cơ thể chuyển đến chảy xiết cảm xúc không thể nghi ngờ là làm cho nguyên bản miễn cưỡng nâng lên đại trùy suýt nữa buông không xong có điểm không ổn rộng lớn địa vực đã bắt đầu vỡ vụn nguyên bản tại màu đen đại trùy như trước bị phong ấn tồn tại thời điểm đại địa như cũ là vững vàng tự động nhưng làm lúc diệp vân đem cái này cân bằng đánh vỡ thời điểm toàn bộ cái thật lớn đáy động đều là lâm vào sụp xuống bên trong mà lúc này một đầu khổng lồ màu đen sơn thú bắt đầu từ nghiền nát tại địa phía trên hiền hiện mặt ngoài diệp vân đã là tại một cái chớp mắt đèn màu đen đại truy nhận chủ tại thả lại chữ vật pháp bảo trong lúc trong tay cũng là nổi lên một quả không tập trung giật hủy diệt khí tức màu đen phù lục lạnh lùng ngưng mắt nhìn trước mắt chậm rãi leo ra sơn thú đã là được ma khí bị nhiễm đã đến loại trình độ này sao nhìn mình trước mắt màu đen sơn thú diệp vân trong lòng tuy rằng không cảm giác nhưng là đối với kia vận mạng chiêu cợt có chút tâm thần bất định Vốn tục này thiên địa chi linh hẳn là nhân gian giới thủ hộ chi thú mới là, hôm nay được cái này ma khí nhận thấy nhuộm đã trở thành ma giới chi thú, ngay cả là vô lực phản kháng, nhưng ở Diệp Vân trong mắt, chính mình rồi lại là không có nương tay cần phải, trong tay thiên hủy cấm phù, đã là thời khắc chuẩn bị phá hủy trước mắt ma sơn thú. Hơi thở này dĩ nhiên là đạt đến địa tiên cảnh thập trọng, coi như là dùng ra thiên hủy cấm phù, cũng là lại là có chút miễn cưỡng nhìn sơn thú rút cuộc từ được mục nát tiên trận bên trong leo ra cái kia mấy ngàn trượng dáng người không thể nghi ngờ là cao cao cúi xem diệp phân trong mắt huyết hồng chi sắc dĩ nhiên là báo trước người sau lâm và điên cuồng cuồng bảo huyết khí tùy theo bắt đầu khởi động trong cơ thể sơn thú màu đen bề ngoài thân chảy xuôi lấy ông ánh ánh sáng màu đỏ nhưng mà tại một cái chớp mắt cái này ánh sáng màu đỏ chính là được sơn thú chung quanh khổng lồ ma khí một lần nữa áp chế xuống dưới cuối cùng một tia linh tính rốt cuộc mất đi mà diệp vân tại cảm nhận được sơn thú bản thân khí tức về sau chính là đem trong tay thiên hủy cấm phù thu trở về bởi vì người sau uy lực tuy rằng khủng bố nhưng lại cũng không như trước mắt cái này đều sơn thú nếu là mình tùy tiện vận dụng tay này đoạn mà nói sợ cũng chỉ là gặp ngắn ngủi ảnh hưởng cái này sơn thú mà thực sự không phải là đem giết chết hơn nữa nếu là chọc giận cái này sơn thú diệp vân tự nhận là bây giờ tiêu chuẩn chính mình sinh cơ hẳn là vô hạn lần quy kết bằng không chỉ có thể là bình tĩnh chờ đợi lặng lặng cùng đợi sơn thú động tác kế tiếp giống cuồng nộ giống lên một tiếng trước mắt đầu sinh hai sừng chắp sau lưng hai cánh màu đen sơn thú bộc phát bị đè nén rồi hồi lâu lửa giận hai cánh hoàn toàn triển khai dĩ nhiên là đạt đến vạn trượng biên giới so với thân thể còn muốn càng thêm rộng lớn cường đại vòi rồng tùy theo đột nhiên truyền đến diệp vân thân hình tuy rằng bị ảnh hưởng nhưng vẫn là không lui về phía sau một bước tại nhìn trước mắt đủ để che khuất bầu trời màu đen sơn thú lúc trong lòng tuy rằng độ cao cảnh giác nhưng là không cái gì sợ hãi nếu là lúc trước chính mình giết đầu kia sơn thú còn sống sót chưa chắc sẽ so với trước mắt màu đen sơn thú yếu hơn bao nhiêu bởi vì tại tu di bảo tàng trong thiên tiên pháp tắc liền là hoàn toàn hạn chế trụ trong đó sinh linh phát triển tuy rằng đều là có thêm kinh khủng tư chất nhưng vẫn là vắt hết óc đều thì không cách nào đột phá đến địa tiên cảnh cho nên cũng là làm cho diệp vân tại trong này một hồi tiêu diêu tự tại thủy linh long cùng hậu thổ sơn thú không có chỗ nào mà không phải là cường đại đến đỉnh phong linh thú nhưng ở diệp vân trong mắt mình cũng là có thể đem giết chết mà thủy linh long nhưng là sinh hoạt tại sâu sắc bên trong tốc độ kia coi như là diệp vân cũng thì không cách nào hoàn toàn so sánh nhưng diệp vân trước mắt cái này đầu được ma hóa sơn thú rồi lại là không có không cách nào đột phá địa tiên cảnh bực này thiên tiên pháp tắc hạn chế hiện tại cái này đơn độc địa tiên cảnh thập trọng sơn thú không có chỗ nào mà không phải là làm cho diệp vân trong lòng bất đắc dĩ mặc dù mình không có gì tốt phương pháp xử lý đến đánh tan nhưng có thể giữ được tính mạng phương pháp chính mình vẫn có lấy không ít lão tổ ảo trận cùng không gian pháp tắc vẫn còn có trong tay mình phá giới phủ những thủ đoạn này đều là có thể thoát khỏi ma hóa sơn thú nhưng diệp vân nhưng là chậm chạp không dùng bởi vì trong mắt hắn trong mắt sơn thú vẫn có lấy một cái khác lần tác dụng nhìn sơn thú cao cao xòe cánh nhảy ra một cái chớp mắt toàn bộ đục ngầu bầu trời đều là được sơn thú hai cánh làm cho bao phủ xuống miệng máu một mở làm như muốn thôn vệ toàn bộ tiên ma trên chiến trường thiên tiên cảnh đại năng thi cốt nạp cố gắng hết sức thiên địa ma khí nhưng ngay tại sơn thú cắn nuốt không đến một hơi lúc người dám cuối chân trời một tiếng lạnh lùng tri âm nhưng là làm cho sơn thú nguyên bản ngập trời dáng vẻ khi thế độc ác uể oải xuống hai cánh thu liễm chậm rãi đặt chân tại đại địa phía trên mà trên mặt đất bạch quang lập loè lúc diệp vân một lần nữa hiển hiện mà ra nhàn nhạt nhìn lại cảnh sắc trước mắt Tuy rằng không muốn nói cái này sơn thú sợ hãi, nhưng hiển nhiên cái kia đạo lạnh lùng chi âm sợ là càng thêm cường đại. Thậm chí hẳn là không sứt mẻ ma thần hồn phách. Bất quá tại đây tiên ma trên chiến trường, tại sao có thể có bực này bảo tồn hoàn hảo ma thần cường giả, hay vẫn là nói là cố làm ra vẻ huyền bí, chẳng qua là đồ hữu kỳ biểu mà thôi. Diệp Vân ánh mắt phức tạp nhìn về phía phương xa, mình bây giờ thiếu thốn nhất hẳn là thời gian. Nếu là có thể làm cho mình một lần nữa trở lại ngay lúc đó trạng thái, mượn nhờ chính mình thiên sinh nhất kiếm nói, ngay cả là cùng cái này sơn thú một trận chiến, cũng là thắng, bại không có kết quả. Nhưng hiện tại nếu để cho mình ở đối với nó xuất thủ, sợ sẽ chỉ là vô duyên vô cớ chịu chết. Mà về điểm này, Diệp Vân mặc dù là không có quá nhiều biện pháp, nhưng cũng là chỉ có thể nhìn trước mắt màu đen sơn thú tại uể oải về sau, lại lần nữa cuồng bạo phát tiết. Phảng phất là quên mất ngay lúc đó lạnh lùng chi âm, bất quá lúc này để động tác biên độ, nhưng là nhỏ hơn, rồi rất nhiều, chẳng qua là không ngừng thôn hấp lấy xung quanh nồng đậm ma khí mượn này muốn có lấy đột phá mới, mà một bước này chính là ma thần cảnh. Bất quá Diệp Vân tại hiểu rõ rồi màu đen sơn thú dĩ nhiên là đều muốn đột phá đến ma thần cảnh lúc, nhưng là nhịn không được đều muốn bật cười. Chính mình lúc trước mặc dù là tạm thời đột phá đã đến thiên tiên cảnh, thế nhưng cũng chỉ là giới cơ duyên xảo hợp mà thôi. Nếu là cái này thiên tiên cảnh thật là chỉ cần khổng lồ bồn nguyên làm làm cơ sở, như vậy nắm giữ gần như tại vô cùng tuyệt phẩm tiên linh chi thạch chính mình, lại vì sao chậm chạp không có đột phá, mà là muốn mượn nhờ lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc đến tiến hành đột phá. Đối với những thứ này đồ vật, Diệp Vân hiện tại đã là sẽ không còn có bất luận cái gì quan tâm. Bất quá, nếu là muốn đem giết chết mất, thì là phải tìm được một cái cơ hội tốt. Nhìn màu đen sơn thú bản thân khí tức càng thêm khổng lồ, Diệp Vân mặc dù có lòng ngăn cản người sau tiếp tục như vậy trở nên mạnh mẽ, nhưng không biết làm sao không có một cái nào rõ ràng phương pháp xử lý. Mặc dù mình đại khái có thể vừa đi rồi chi, nhưng nếu là làm cho cái này màu đen sơn thú lao ra tiên ma chiến trường đến tiến công nhân gian giới mà nói. Cái này tổn thất. Sợ là sẽ phải vượt qua dự kiến lớn. Bất quá nhìn màu đen sơn thú hiện tại trong thời gian ngắn sẽ không để ý tới chính mình. Diệp Vân cũng là mượn nhờ cơ hội này đến xem hướng chính mình chữ vật pháp bảo trong màu đen đại trùy, ngắn ngủi rất nhỏ quang huy mơ hồ đem bao bọc. Tại Diệp Vân nhìn lại lúc, Màu đen hào quang đã là đem màu đen đại trùy triệt để che đậy xuống dưới, mà chính mình chữ vật pháp bảo trong tiên linh khí cũng là đang không ngừng tinh lọc màu đen đại trùy, nhưng là vô dụng chi công. Một khi tiên linh khí tới gần màu đen đại trùy lúc, đều sẽ là tại một cái chớp mắt nghiền nát. Đi vào màu đen đại trùy bên người, Diệp Vân lúc này đây, nhưng là dễ dàng đem cầm lên, cũng không có lúc trước như vậy đem hết toàn lực. Tại cảm thụ được đại trùy mang cái sự khác thường của mình cảm giác lúc, Diệp Vân vốn là nghi hoặc sau đó không khỏi nhìn về phía chùy trên đầu phát ra màu đen óng ánh hào quang trong lòng nhất niệm đại chùy cũng là tại diệp vân trong mắt vỡ vụn xuống mà ở đại chùy chính thức vỡ vụn về sau xuất hiện ở diệp vân trong mắt màu đen ngọc thạch nhưng là đã làm cho diệp vân trong mắt hiện ra kinh hỉ sắc thái thật sự là tìm hoài mà chẳng thấy tuy rằng lấy được thật là phí hết không ít công phu nhưng nếu là đã được đến chính là vậy là đủ rồi nhìn hiện hiện tại chính mình trong mắt ma nguyên tinh thạch Diệp Vân cũng là có thể tạm thời đem tâm vừa thu lại, bởi vì chính mình tới đây tiên ma chiến trường sự tình đã xử lý xong thành, còn dư lại chính là kiệt lực, đối phó bản thể bên cạnh màu đen sơn thú rồi, chỉ có thể là đem phong ấn cởi bỏ rồi, nhưng nếu là như vậy là mà nói, ta còn có thể may mắn thoát khỏi sao? Đang chuẩn bị làm cho tiên ma chi tâm đem mình bị phong ấn tinh thần chi lực cùng tiên linh lực cải tạo quay về trong cơ thể lúc, Diệp Vân rơi vào trầm mặc, mà tiên ma chi tâm, nhưng là hắc bạch hai khí chậm rãi xoay tròn, chuẩn bị thời khắc nghe như diệp vân mệnh lệnh mà diệp vân nhưng là cũng không có lại lần nữa vận dụng bị phong cấm lực lượng chính mình vẫn không thể tại loại này thời khắc đem phong ấn cởi bỏ bởi vì vì là thân thể của mình nhất định là không cách nào tại thừa nhận vừa rồi tại lĩnh ngộ không gian pháp tắc thời điểm chính mình bất quá là cởi bỏ rồi một thành cũng chưa tới liền để cho chính mình thức hải lâm vào hỗn loạn hơn nữa đã là có muốn chống đỡ không nổi dấu hiệu nếu là mình chính là như vậy dễ dàng cởi bỏ chỉ sợ vẫn còn lưu lại không đợi chính mình dốc sức liều mạng thân thể này chính là gặp bởi vì không chịu nổi phần này lực lượng mà hóa thành máu loãng nhưng nếu là làm cho diệp vân một người nhìn trước mắt màu đen sơn thú một mình trở nên mạnh mẽ cũng là có chút ít không quá sự thật coi như là không có biện pháp diệp vân cũng là một chuẩn bị ở chỗ này ngồi chờ chết coi như là cái này sơn thú không cách nào đột phá đến ma thần cảnh nhưng nếu là tùy ý nó như vậy thôn vệ tiên ma trên chiến trường ma khí nói không nên lời vẫn sẽ có chút ít ngoài ý muốn phát sinh trầm mặc phía dưới diệp vân trong tay mơ hồ tách ra một thanh bốn màu tiên linh chi kiếm trong tay phải hiền hiện mà ra từ ảnh thần kiếm cũng là không có ở đây chảy xuôi óng ánh màu xanh quang huy mà là một cỗ vượt qua với thiên linh lực mênh mông sức mạnh to lớn như lưu ly giống như thấu triệt động lòng người nhưng là cũng như dương lạnh bình thường uy hiếp bức nhân không biết lão tổ lưỡng cực kiếm đạo ta hiện tại lại là có thể thi triển bao nhiêu đây trong lòng mình đã là làm ra quyết định mà ở thằng người nhảy lên xuống tràn đầy uy thế hiển thị rõ không sai màu đen sơn thú cũng là chú ý tới nơi xa màu đen nhỏ bé bóng dáng tại đây con sâu cái kiến bên trên phát ra khí tức đã là mơ hồ có thể uy hiếp được rồi chính mình mà cái kia cỗ thần bí uy hiếp chính là nguồn gốc ở cái kia con sâu cái kiến trong tay phải phát ra thần dị khí tức tiên kiếm giống cũng là không đáng tiếp tục buồn bực đầu thôn phệ ma khí đang nhìn diệp vân dĩ nhiên là nghĩ muốn khiêu chiến chính mình uy nghiêm lúc màu đen sơn thú gần như tại bảo hao thờ hồn hền Cắt cao nhìn chăm chú hóa thành lưu quang tới gần mình màu đen con sâu cái kiến hai cánh tức thì di động ra bầu trời một cái chớp mắt lâm vào trong bóng tối mà diệp vân hai tay trong tiên kiếm giờ phút này cũng áp sát vào sơn thú trong cơ thể tại sơn thú giống giận vung móng vứt chuột về phía diệp vân lúc bạch quang lập lòe diệp vân xung quanh không gian nhịp đập vỡ vụn diệp vân thân hình sau một khắc đi tới sơn thú phần đuôi song kiếm hóa thành sáng lạn kiếm vũ tại kia phần đuôi để lại một đạo dài nhỏ vết thương phẫn độ lắc lư sau vĩ nhưng là làm cho Diệp Vân lần nữa hiện hiện tại màu đen sơn thú đầu lâu lên, trong tay từ ảnh thần kiếm bộc phát ra lôi đình chi uy, cho là mình thế lôi đình vạn quân cưỡng ép đột phá đến sơn thú đầu lâu bên trong, nhưng là tại một lát, Diệp Vân thân ảnh lại lần nữa biến mất, mà sau một khắc, một đạo kinh khủng màu đen khí lưu chính là ngay lập tức xuất hiện ở Diệp Vân trước kia biến mất địa phương, và xuất hiện tại màu đen sơn thú phần lưng Diệp Vân, chẳng qua là hơi nhẹ nhàng thở ra về sau, một lần nữa hóa thành tàn ảnh tập sát màu đen sơn thú nhưng cho dù như thế, màu đen sơn thú nhưng là khí tức thủy trung chưa từng yếu bớt, ngược lại là càng thêm lớn mạnh. đối mặt điểm này, diệp vân như trước lạnh lùng, trong tay tử ảnh thần kiếm cùng tứ linh pháp kiếm cũng không đình trệ xuống dưới, ngược lại là chân khí trong cơ thể lại lần nữa mãnh liệt đề một thoáng, màu đen sơn thú bên trên lại là liên tục nổi lên mấy trăm đạo diệp vân thân ảnh, thân hình tất cả từ không đồng nhất, tử ảnh thần kiếm vung lên phía dưới, thiên sinh nhất kiếm khí nhưng là chỉ có mấy đạo tại màu đen sơn thú bên trên để lại không thể xóa nhòa dấu vết. Gào thét rung trời, mặc cho chính mình như thế nào phẫn nộ, đều thì không cách nào cho cái này đơn độc không ngừng thương tổn tới mình con sâu cái kiến tạo thành ảnh hưởng. Người sao chẳng qua là bằng vào kia thân pháp tốc độ không ngừng trợt hiện trốn công kích của mình, mà ở trên người mình lưu lại thương thế. Nhưng là theo thời gian trôi qua mà không đoạn tăng nhiều, tại tiếp tục như vậy, chính mình chỉ sợ là sẽ bị cái này con sâu cái kiến cho cứng rắn kéo chết. Loại này buồn cười kết cục, nếu là phát sinh ở trên người mình, coi như là chính mình lâm vào điên cuồng bên trong, cũng là sẽ không pháp tha thứ. Nhưng mình bây giờ, rồi lại là cũng không đủ mạnh hơn thủ đoạn, chỉ có thể là chỗ trống khô nhìn Diệp Vân tại trên người mình lưu lại vết thương. Nhưng mình nhưng là không có ở đây dãy ruộng mà Diệp Vân đang nhìn màu đen sơn thú, đã là không có ở đây mâu thuẫn chính mình công phạt lúc, tuy rằng trong lòng khó hiểu, nhưng vẫn là không sai qua lần này cơ hội nhưng chỉ là lại lần nữa rằng co vài cọng hương thời gian về sau một cỗ không còn chút sức lực nào cảm giác nhưng là lơ lửng ở hiện tại diệp vân trong óc nguyên lai là đập vào cái này bàn tính sao diệp vân chân khí trong cơ thể cùng linh lực mặc dù là mượn nhờ bên ngoài cơ thể còn chưa hao tổn xong tên linh khí tiến hành bổ sung nhưng trên nhục thể mệt mỏi rồi lại chắc là sẽ không tiến hành khôi phục nói cách khác hôm nay hiện lên diệp vân trong ý thức cái này cũng không còn chút sức lực nào cảm giác đã là diệp vân thân thể đạt đến cực hạn cảnh cáo mà nếu như diệp vân giờ phút này đình chỉ công phạt cái này đầu sơn thú sợ là sẽ phải trong nháy mắt liền đối với chính mình tiến hành rất cuồng bạo tiến công mà diệp vân có lẽ sẽ là thân thể như rót chỉ bình thường kia thần pháp chỉ tốc độ sẽ phải chịu trình độ lớn nhất quấy nhiễu không phải là như trước kia như vậy có thể dễ dàng tránh ra màu đen sơn thú tiến công mà đối mặt không sai diệp vân cũng là chỉ có thể thoáng thở dài những chuyện này mình cũng là có lẽ cân nhắc đến mới là tuy rằng có thể không ngừng nghỉ vận dụng không gian pháp tắc cùng tự ảnh thần kiếm tiến hành công phạt nhưng đối với tại trên thân thể mình mang đến cảm nhiệm rồi lại thì không cách nào không coi trọng đấy lão tổ xem ngươi rồi đã là làm được loại tình trạng này diệp vân hiện tại đã là đã đến cực hạn nếu là ở chết chống đỡ xuống dưới đối với mình tuyệt đối sẽ không có cái gì tốt kết quả chỉ có thể là miễn cưỡng cười cười làm cho trong cơ thể lão tổ ra tay trợ giúp chính mình rồi lão tổ nhìn diệp vân giờ phút này trạng thái biết được người sau đã là đã đến cực hạn điểm tới hạn, không khỏi cười nói. Nếu là giao cho lão tổ mà nói, chỉ cần ngắn ngủn một lát, liền có thể giúp người áp chế nó. Lão tổ nguyên bản liền đối với tại động ở dưới đáy chính mình thần niệm lực, không cách nào toàn lực vận dụng mà có bất mãn. Hôm nay, nhìn cái này đầu địa tiên cảnh thập trọng ma hóa sơn thú, tự nhiên là không chọn buông tha tùy ý một câu, liền để cho Diệp Vân trong lòng chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Nếu như lão tổ là có thêm nắm chắc, như vậy mình cũng là không cần tại lo lắng cái gì, chỉ cần lặng lặng nhìn lão tổ làm thuận tiện. Thú con, nếu là đụng phải lão tổ, liền là của ngươi vận rủi đã đến, thiên địa lay động tràn lấy kinh khủng thần niệm lực, tại Diệp Vân nhìn lại lúc, nguyên bản hung uy không ngừng màu đen sơn thú dĩ nhiên là lâm và nặng nề gầm rú, không có ở đây có phản kháng động tác, mà vậy đối với hung uy hiển lộ huyết hồng thú đồng tử bên trong, Diệp Vân chỗ, đã thấy là một ít kỳ lạ trí nhớ mảnh vỡ. Tuy rằng không biết mình tại sao lại nhìn thấy những thứ này, nhưng Diệp Vân tại thoáng xem qua một bộ phận về sau, chính là lựa chọn buông tha cho. Những vật này tại chính mình xem ra, thực sự không phải là có quá nhiều kỳ diệu đáng nói. Làm sao vậy? Đây chính là lão tổ thật vất vả cho người điều động mà đến chuyển thừa trí nhớ. Nếu là người có thể đem kiên nắm giữ sau tới, cũng là có thể hơn nhiều một loại bảo vệ tính mạng thủ đoạn. Cái này thú con tuy rằng, cái khác một có bản lĩnh gì, nhưng đối với kia thân thể chi lực rèn luyện, đích thật là có chút môn đạo lão tổ nhìn diệp vân trực tiếp liền đem sơn thú trí nhớ mảnh vỡ đánh tan không khỏi nghi hoặc hỏi chính mình còn tưởng rằng diệp vân gặp tiếp nhận vốn người sau chính là ôm có thể nhiều học tuyệt không ít học ý niệm trong đầu tại tu hành hôm nay nhìn tới người sau cũng cuối cùng là đã minh bạch một điểm liên quan đến tại bản thân chi lộ ứng với nên như thế nào đi đi cũng ứng với nên như thế nào tốt nhất chăn đệm bất quá hung tính như cũ không dưới áp chế đi cũng là không sao diệp vân nhìn gắt gao nhìn chăm chú chính mình màu đen sơn thú người sau mặc dù là được lão tổ thần hồn chi lực cho hoàn toàn dễ áp chế đi thế nhưng đồng từ chỗ sâu thô bạo rồi lại là không có theo lão tổ ý thức chi lực phấn túy ngược lại là đem cái này hận ý chuyển đưa cho mình nhưng diệp vân cũng là sau khi biết người có thể là không biết là người phương nào đem nó ngăn chặn cho là mình đầu óc của nó sợ cũng chỉ là gặp cho rằng chuyện này là diệp vân làm đấy mà diệp vân đang nhìn màu đen sơn thú lúc tuy rằng như muốn hoàn toàn giết chết nhưng vẫn như cũ là đem tâm buông mình bây giờ nhưng cần cái này đầu sơn thú trợ giúp, nếu là có thể làm cho người sau thành vì chính mình trợ lực. Tin tưởng ngày sau không ít chuyện đều là có thể đạt được giải quyết. Bất quá nhìn cái này đầu sơn thú đối với chính mình hận ý, Diệp Vân cũng là đem chuyện này đặt ở về sau, cười nói. Hay vẫn là giúp ta đem nó thu phục à, không biết có thể làm được hay không? Cái này tự nhiên là có thể, bất quá ngươi có lẽ rõ ràng nó đối với người hận ý à. Nếu là ngươi tương lai, muốn dùng nó thời điểm, như là phải trước chú ý sau nó với tư cách rồi. Lão Tổ gật đầu nhẹ, Tuy rằng Minh Bạch Diệp Vân đều muốn lợi dụng cái này đầu ma hóa sơn thú, nhưng người sau mặc dù là được chính mình làm cho chấn áp, rồi lại cũng không phải đèn đã cạn dầu, nếu là Diệp Vân chủ quan mà nói, sợ cũng gặp ăn được không nhỏ thiệt thòi. Không có biện pháp, bất quá ta vẫn đang ôm lấy kỳ vọng, hay là trước đem nó thu phục tốt rồi. Diệp Vân nghe được lão tổ mà nói về sau, biết rõ tương lai, nếu là vận dụng lời của nó không phải là như vậy như ý chính mình tâm ý, bất quá, nhưng cũng là Minh Bạch nhìn trước mắt màu đen sơn thú không ngừng thu nhỏ lại về sau diệp vân đây mới là cầm lấy nhìn trong tay được kết giới chi lực bao trùm lớn chừng quả đấm màu đen thú con cười nhạt nói nếu chỉ là như vậy nhìn lại mà nói ngược lại cũng không giống một cái thập ác không làm ác thú kỳ thật đều không sai biệt lắm tính bổn thiện không có một đầu sinh linh từ bắt đầu chính là cực ác đấy bất quá là bởi vì tên thiên trí nhớ hoặc là truyền thừa với tư cách ảnh hưởng đây mới là đem mình cùng từ bên ngoài đến sinh linh khu tách đi ra. Lão Tổ nói, đó chính là nên rời đi trước à, cũng không biết đã là trải qua bao lâu. Diệp Vân tại lúc trước rời khỏi tiên ma chiến trường lúc, chính là đã nhận ra tại tiên ma bên trong chiến trường thời gian lưu tốc gặp chậm hơn rất nhiều. Ở chỗ này một ngày, khả năng chính là ngoại giới 3-4 ngày thời gian, mà loại chuyện này, Diệp Vân tại tu di bảo tàng trong lúc, cũng đã đã nhận ra không ít. Mà trải qua lão tổ giải thích, diệp vân cũng cuối cùng là đã minh bạch một điểm nhưng những chuyện này mình nếu là sau này không gian pháp tắc bên trên lấy được đại thành tựu cũng là có thể mình làm đến nhưng hiện tại cần phải đem hết toàn lực làm cho mình càng thêm mạnh khỏe còn sống sót mà cái này chính là diệp vân cần chịu bận rộn sự tình trong tay phá giới phù nghiền nát toàn bộ tiên ma chiến trường lập tức hiện ra gợn sóng vạn trượng quang huy tại diệp vân bên người không gian không ngừng vỡ vụn đoàn tụ xuống trong đó càng nhiều nữa đều là diệp vân đã từng trong bóng đêm hiểu rõ qua pháp tắc chi lực phân loạn không gian pháp tắc tràn đầy rồi diệp vân ý thức tại diệp vân còn chưa hiểu được về sau trên thân thể truyền đến xé rách đau khổ cũng là làm cho diệp vân trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại sau đó kinh ngạc nhìn chính mình đúng là đã về tới tiên đạo tông bên trong như thế nhanh chóng thủ đoạn thật đúng là khủng bố một chút thời gian liền để cho diệp vân xuyên toa vu hai phiến thiên địa trầm trọng dương cho mình phá giới phủ nghĩ đến cũng đúng một đạo hiếm quý phủ lục nếu không loại này uy năng không phải là cường đại như thế làm lúc diệp vân nhìn giờ phút này không có vật gì núi cao bên cạnh trong lòng thản nhiên mình ở cùng màu đen sơn thú chém giết lúc cũng không vận dụng kiếm đạo lĩnh vực bởi vì diệp vân minh bạch nếu là bền bỉ duy trì xuống dưới khá tốt có thể nếu là thời gian dài vận dụng lời nói sẽ chỉ là làm cho mình bại cục càng thêm triệt đề mà thôi cuối cùng hãy để cho lão tổ ra tay trợ giúp rồi chính mình tuy rằng diệp vân trong lòng là có mâu thuẫn nhưng nếu như sự tình đã được đến hiểu rõ quyết, chính là tốt nhất rồi, không cần phải vì là cái kia một tia bất mãn ý mà làm ra mặt khác sự việc dư thừa, như vậy sẽ chỉ là chính mình Lâm vào buồn rầu mà thôi, mình bây giờ vẫn như cũ là rất yếu, đây là không tranh sự thật, cho nên Diệp Vân sẽ chỉ là hết sức đi làm tốt, thằng đến cuối cùng sự tình chấm dứt mới thôi, để hết thảy đều là có thể cho Diệp Vân một cái tốt đáp án, mà thực sự không phải là một vị đuổi theo tác kiên trì. Có đôi khi có thể để tâm vào chuyện vụn vặt, nhưng đôi khi hay là nên buông tay liền buông tay đến thì vẫn còn tốt hơn một ít cũng biết hiện tại thời gian hẳn không phải là quá sớm diệp vân nhìn mình chỗ đám mây chậm rãi phiêu động vách núi đứt gãy một chút yên ổn một lát sau chính là không có ở đây lãng phí thời gian thân hình tức thì biến mất tại sát mép vách núi chỉ chưa có một đạo màu trắng kỳ diệu vầng sáng lóe lên rồi biến mất hả đang tại đọc lấy trong tay ngọc giản trầm trọng dương sau đó khẽ gì một tiếng nhìn mình trước mặt không gian mơ hồ hiện ra chấn động không khỏi đem trong tay ngọc giản buông lộ ra vui vẻ không thể tưởng được chuyện này nhanh như vậy chính là đã nhận được giải quyết vốn cho là diệp vân gặp lãng phí một bộ phận thời gian không thể tưởng được chẳng qua là qua hai ngày mà thôi liền em chuyện này hoàn thành diệp vân trưởng lão quả nhiên là không có lãng phí ta đối với hy vọng của người có thể như vậy lông tóc không bị tổn thương trở về cũng là để cho ta chịu giật mình nhìn xuất hiện ở trước mặt mình diệp vân trầm trọng dương cười lớn đứng dậy nghênh đón nói lời nói cũng không nhiều lời rồi sau này nếu là có yêu cầu gì cứ việc nói, chính là, ta tất nhiên sẽ đem hết toàn lực trợ, giúp Diệp Vân trưởng lão hoàn thành tâm nguyện. Nghe được trầm trọng dương như vậy trả lời thuyết phục chính mình, Diệp Vân lộ ra vui vẻ, như thế đạt được hứa hẹn mà nói, cố gắng của mình cũng là không có uổng phí, dù sao cả hai phát hiện thế nhưng là trọn vẹn kém bát trọng cành nhiều, coi như là mình ở tiên linh thân thể đỉnh phong lúc, chỉ sợ cũng không cách nào cùng trầm trọng dương giao thủ mà ở chính mình đem chữ vật pháp bảo trong ma nguyên tinh thạch giao cho người sau lúc trầm trọng dương cũng là lộ ra kinh hỉ nắm thật chặt trong tay mà nguyên tinh thạch bất chấp cùng diệp vân tại nhiều nói chuyện phiếm trực tiếp khởi hành rời rồi ra mà diệp vân rồi lại là không có để ý trầm trọng dương như vậy động tác mà là đang trầm trọng dương sau khi rời đi cũng là khởi hành rời đi nếu là thời gian thật tốt lời nói chính mình có lẽ vẫn là có thể lại nhìn mấy lần trước tiền đạo tông môn phái thi đấu hơn nữa nếu như thủy linh linh cố gắng mà nói chưa hẳn không thể xông vào cuối cùng vài tên Mặc dù đang chính mình xem ra cũng là có chút ít khó khăn. Bởi vì nếu là quân Nhược Lan cũng là đối thủ lần này, mà nói, mặc dù mình đối với Thủy Linh Linh có tự tin, bất quá người phía trước thực lực cũng không phải là hay nói dỡ đấy, sợ là cùng Thủy Linh Linh đều là năm đến năm chưa đều, bất quá quân Nhược Lan từ tu di bảo tàng bên trong đi ra về sau, kia tu vì vậy mà cũng là có đột nhiên tăng mạnh bình thường tăng trưởng, mà chính mình giống như kỳ ngộ xuống, vậy mà cũng không quá đáng là địa tiên cảnh nhất trọng, loại này chênh lệch Diệp Vân cũng là có chút bất đắc dĩ, vì sao chính mình luôn sẽ kém bên trên như vậy một bậc đây. Mà lão tổ rồi lại là không có an ủi Diệp Vân, ngược lại đắc ý cười nói, hặc hặc, loại chuyện này ngươi có lẽ trách ai được, lúc trước nếu không phải ngươi cố ý chuẩn bị cùng Thái Thanh lôi kiếp chống lại, chỉ sợ cũng sẽ không rơi cho tới hôm nay bộ dạng này rụng đồng à. Nghe được lão tổ mà nói về sau, Diệp Vân bật cười nói, về chuyện này ta cũng là có chút không cam lòng, bất quá cuối cùng là đã đều đi qua, lại là hà tất nhắc lại đây hắc hắc vậy người chính là chậm rãi đột phá tốt rồi dù sao đến lúc đó cũng không liên quan hổ lão tổ sự tình rồi bởi vì ngươi tiểu tử bây giờ đối với tại tu luyện lý giải chắc có lẽ không so với lão tổ quá kém mới là đường nếu như đều sẽ là rời đi chính là nhìn ngươi ứng với nên như thế nào đi rời đi nghe được lão tổ mà nói về sau diệp vân gật đầu nhẹ lão tổ nói lời chính mình mặc dù biết có thể nếu là muốn tự mình một người chính thức đi đi kỳ độ khó cũng là có chút phiền toái bất quá cuối cùng là gặp đi ra ngoài Diệp Vân trong lòng cũng là không có quá lớn lo lắng. Mà khi Diệp Vân lại lần nữa biến ảo đến tiên đạo tông môn phái thi đấu bên trên lúc, hình lão nhìn một lần nữa hiển hiện tại Bạch Ngọc trên ghế ngồi Diệp Vân, nghi ngờ nói, ngươi đi làm cái gì rồi, như thế nào lãng phí thời gian lâu như vậy? Sự tình có gấp, Diệp Vân cười khổ nói. Đã như vậy mà nói, này lão đầu tử ta cũng là không tốt nói gì nhiều, chuyện của mình xử lý tốt chính là, bất quá linh nhi, cùng doanh doanh đều là đã tại từng cái cảnh giới không sai biệt lắm thắng được rồi, Doanh doanh tại vừa rồi đã là đã xong chiến đấu, còn dư lại chính là Linh Nhi rồi, hình lão cười nói. Có thể nhìn mình xem như cháu gái hai nữ có như vậy kinh người thành tích, hắn cũng là trong lòng thỏa mãn. Bất quá khi nhìn thấy Thủy Linh Linh đối thủ lúc, chính là đã khẳng định Thủy Linh Linh sẽ thắng phải kế tiếp thắng lợi. Cũng là một đôi giả mắt cũng là cực kỳ thỏa mãn, tại hắn xem ra, không có gì gặp so hiện nay bực này, tình cảnh càng làm lòng người tình cảm mở hoài. Địch thù mà nói, vẫn không thể làm cho Linh Nhi khinh thường mới được bằng không thì cũng không biết đạo cái nha đầu này sẽ làm ra cái dạng gì sự tình. Mình là đứng ở Thủy Linh Linh bên này, làm, lúc nhìn Thủy Linh Linh chờ mong nhìn mình lúc, Diệp Vân cũng là gây nên cho là mình mỉm cười, nhìn về phía một bên chấm rất tranh đấu thủy doanh doanh. Thần thức truyền âm, cũng là làm cho thiếu nữ đồng dạng lộ ra dáng tươi cười, thẳng đến cuối cùng Diệp Vân mới là nhìn về phía Tinh Kiếm tông Phùng Tuyết Y, người sau có lẽ cũng không phải mặt ngoài như vậy hiền lành mới phải. Nếu là mình lúc, trước cảm ứng kiếm đạo không sai mà nói, người sau lúc trước tinh thần kiếm đạo tuy có lấy ảo diệu nhưng đồng dạng có một cỗ che giấu sâu đậm thô bạo cảm giác loại này xúc động làm cho diệp vân tại lúc ấy cũng là có chút để trong lòng bất quá lúc đầu diệp vân ma tính một mặt nhưng là đem ý niệm đối kháng linh diệu đại lục chẳng qua là vội vàng càn quét tinh thần chi lực liền để cho phùng tuyết y đối kháng rồi cả buổi đoạn này tranh lệch nếu là kéo dài nữa mà nói diệp vân tự tin nếu là tiên linh thân thể như cũ tồn tại lời nói chính mình đơn thuần sử dụng kiếm đạo đánh bại người sau thực sự không phải là chuyện quá khó khăn bất quá hẳn là không tồn tại cái gọi là nếu như mình bây giờ nếu là muốn cùng người sau giao chiến mà nói chỉ có thể là vận dụng kiếm đạo lĩnh vực cùng với khác đủ loại thủ đoạn đơn một thủ đoạn với tư cách với tư cách đối kháng mà nói cũng chỉ là sẽ có bại vong một con đường ít nhất tại diệp vân trong mắt người sau kiếm đạo đã là sẽ không chút nào so với độ kiếm ngầm yếu sau quá nhiều thậm chí là tại một ít phương diện còn có thắng được trong đó mấu chốt nhất đấy chính là người sau có thể kiềm chế kiếm đạo mà đưa tới giết chóc cảm giác đối xử mọi người như gió xuân gặp trước mặt cực kỳ thoải mái dễ chịu mà đỗ kiếm ngâm thực sự không phải là diệp vân ưa thích nói người sau cái gì nói bậy mà là đơn thuần nhìn lại sợ là người sau cái kia thứ lạnh như băng biểu lộ thật là sẽ cho người từ trong lòng liền bắt đầu có mâu thuẫn bất quá người sau có thể có loại thái độ này sợ cũng là bởi vì cái kia nói một không hai tính cách một lời không hợp chính là sẽ động thủ giết người loại này tâm tính có thể có lấy như thế nào bề ngoài đỗ kiếm ngâm cái kia bộ dáng cũng là có chút thích hợp nếu là khẩu phật tâm xà mà nói sợ mới là thật sẽ rất khó làm mà mình ở một lần nữa trở lại tiên ma chiến trường lúc rồi lại là không có thời gian lại đi nhìn đạo vết kiếm chẳng qua là tại nhớ lại lúc cảm giác được người sau trong cơ thể che giấu khí tức mơ hồ là cùng cái kia đạo vết kiếm có quan hệ nhưng cũng chỉ là suy đoán của mình bất quá cái này đoán khả năng nhưng là có chút quá mức lớn hơn nữa nếu là không còn nắm chắc, Diệp Vân cũng là sẽ không dễ dàng đi hoài nghi người khác, bởi vì loại hành vi này chẳng qua là không có vật gì tưởng tượng mà thôi. Nhưng hiện tại, Diệp Vân cũng là không thể không đem cái này tưởng tượng phóng đại. Tại quan hệ đến nhân gian giới cùng ma tộc chuyện giữa lên, dư thừa hoài nghi cũng không phải cỡ nào chưa đủ. Ngược lại là đầy đủ làm cho Diệp Vân đối với kia có chấn áp ý niệm trong đầu, chẳng qua là mình bây giờ, vẫn như cũ, là thiếu khuyết lực lượng mà thôi. Mà khi Thủy Linh Linh không hề ngoài ý muốn thủ thắng lúc, Tại tiên đạo tông bên trong thắng được địa tiên cảnh tam trọng cảnh giới thắng lợi thiếu nữ cũng là cực kỳ hưng phấn. Lúc này đấy, tổng cộng là có hai loại tư cách dự thi. Thứ nhất chính là công bình nhất ngang nhau cảnh giới giao thủ. Thứ hai chính là đối với bản thân có đầy đủ tự tin, có thể vượt cấp làm ra khiêu chiến. Bất quá có thể làm được loại chuyện này bên trên tu sĩ đại đa số đều là nguyên anh cảnh đấy, mà trong tiên cảnh tranh lệch thì là sẽ rất nghiêm trọng. Trừ phi là chính thức tuyệt thế thiên tài, bằng không thì hay vẫn là không nên nghĩ đến quá nhiều a à, lại còn là đụng phải một người quen nhìn tại thủy linh linh kết cục về sau lại tới đến trên đài hoàng y nam tử diệp vân bật cười nhìn nam tử biểu hiện địa tiên cảnh lục trọng tu vi đỉnh phong cũng là cực kỳ không sai rồi bất quá tại chính mình xem ra vẫn còn có chút quá yếu nhớ rõ hắn hay vẫn là đem quỷ vương tông quỷ khiếu hàn vận dụng thất tinh thiên châu giết chết lần này làm cho mình nhìn thấy cũng không biết người sau đều muốn vì phía sau hắn thất tinh môn thắng được như thế nào vinh dự không chút nào có vượt qua diệp vân tưởng tượng người sau trực tiếp đi lên chính là vận dụng thất tinh thiên châu rất nhanh giải quyết xong đối thủ mà nhìn bốn phí yên tĩnh lại thanh âm lúc người sau cũng là không có quá nhiều không kiên nhẫn chính mình mặc dù là mượn nhờ tại ngoại lực bất quá bọn hắn những ngưỡng người này nghĩ muốn nhờ ngoại lực đều là không có cách nào mà lúc này hạc tiếu an nhưng là cung kính đi vào tiên đạo tông vị trí cung kính âm thanh nói các vị tiên đạo tông trưởng lão ta hạc tiếu an đại biểu ra phụ cùng với thất tinh môn đặc biệt hướng thủy linh linh cô nương ký kết hôn ước nếu là lần này hôn ước có thể cử hành mà nói chúng ta thất tinh môn cam nguyện vì là tiên đạo tông phụ thuộc chi môn hạc tiếu an mà nói không thể nghi ngờ là làm cho cả nguyên bản yên lặng im ắng tiên đạo tông nổ tung nổi thủy linh linh thế nhưng là tiên đạo tông trong tuyệt thế thiên tài như vậy đơn giản nếu là liền gà cho bực này nhị lưu môn phái lời nói coi như là người sau trong tay thất tinh thiên châu có thần kỳ hiệu quả nhưng có thể hay không đáng giá bên trên thủy linh linh vẫn còn là hai chuyện khác nhau tình cảm huống chi thủy linh linh vốn là thiên tính tương đối hồn nhiên tại trong môn phái âm thầm ưa thích thiếu nữ người càng là số lượng cũng không ít coi như là người sao cho là mình phụ thuộc vì là xứng tặng phẩm cũng chắc là sẽ không mãi chướng cắt lại tới nữa một cái à đem so sánh với tiên đạo tông bên trong tu sĩ phẫn nộ thủy linh linh bản thân thì là nhàm chán nhếch lên chân nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn đối với chính mình đang đối với chính mình lộ ra nụ cười hạc tiêu an loại chuyện này xuất hiện nhiều hơn nữa lần đều là nhàm chán đến cực điểm lúc trước mình ở bị phát hiện làm đầu thiên linh thân thể thời điểm để thân nhân cũng là nối liền không dứt tuy rằng bây giờ là ít đi không ít nhưng hôm nay thấy hạc tiếu an chỉ mặt gọi tên cùng tiên đạo tông với tư cách thường nghị thủy linh linh cũng là không khỏi đến thêm vài phần hứng thú vẫn còn cho là mình là không có gì mị lực nữa nha hiện tại xem ra mà nói hay vẫn là rất không tệ nha ít nhất vẫn là có thể hấp dẫn một ít mặt mày thanh tú người đến đảm nhiệm chính mình chọn lựa bất quá trong lòng mình tự nhiên là sẽ không ôm để nhìn qua những người này tư chất cũng không quá đáng là như thế trước mắt hạc tiếu an hẳn là tu luyện hơn 300 năm mới vừa rồi là đã đến địa tiên cảnh lục trọng đỉnh phong có thể nếu là giao cho lời của mình chỉ cần trăm năm chính mình chính là có tự tin có thể đặt chân địa tiên cảnh bát trọng đỉnh phong thậm chí là trầm trọng dương cảnh giới mình cũng là có tự tin có thể đạt tới mà cái này chính là tiên thiên linh thể cho tự tin của mình nhưng mà làm lúc thủy linh linh nhìn trước mắt hạc tiếu an lúc tức thì là hoàn toàn đem cái này ý tưởng buông tha cho người sau thể chất bình thường hơn nữa môn phái cũng là nhị lưu môn phái nếu là nguyệt thần cung trong trường ngạn hoa như vậy đối với chính mình nói lời nói không chừng thủy linh linh còn sẽ có chút ít kinh hãi bởi vì nguyệt thần cung một khi vì là phụ thuộc làm cho mình đi kết hôn sợ là sự tình này có vượt qua bảy thành khả năng thế nhưng là bực này tạp vụ môn phái từ nhỏ làm bạn chính mình an thủy yên cùng đảng phần viêm chỉ cần là chính mình thập phần không muốn mà nói sợ là sẽ phải lập tức trở về đến đêm này môn phái tiêu diệt. Dù sao địa tiên cảnh bát trọng tu vi cũng không phải ngồi không, thất tinh môn chính mình đã từng là nghe Thủy Doanh Doanh nói về, đơn giản là thất tinh thiên châu có chút môn đạo, có thể, nếu là bằng vào cường đại tinh thần chi lực liền, là có thể làm cho kia không cách nào phát huy ra toàn lực, mà điểm này chỗ thiếu hụt, tại cường giả chân chính trong khi giao chiến, tức thì là hoàn toàn lên không đến bất luận cái gì tác dụng. Hôm nay nhìn trước mắt Hạc Tiếu An, Thủy Linh Linh nhịn không được ngáp, mà bên cạnh thủy doanh doanh thì là không khỏi cười khẽ nhìn mình bên người chờ mong diệp vân ứng với là như thế nào biểu hiện thủy linh linh nói linh linh tiếu an công tử cũng là không kém càng là muốn làm cho thất tinh môn với tư cách xính lễ làm cho linh linh đi đổi lấy ngươi sẽ không động tâm sao khanh khách doanh doanh đã biết rõ tại mời người ta vui đùa rõ ràng là cái này thất tinh môn sợ tại đêm loạn thế được yêu ma ảnh hưởng đến mà diệt môn đây mới là chuẩn bị ôm chúng ta tiên đạo tụng đùi nhưng nếu là vô duyên vô cớ ở, dễ tự nhiên sẽ không khiến cho Tiên đạo tông coi trọng, cho nên mới là muốn lựa chọn một cái thẻ đánh bạc, hơn nữa, là một cái đầy đủ lần nữa thẻ đánh bạc làm vì bọn họ sẽ không bị cho rằng bỏ con yêu cầu." Thủy Linh Linh lắc đầu cười nói. Mình ở loại chuyện này bên trên phản ứng có thể cũng không chậm, bằng không thì cũng chính là sẽ không như vậy dễ dàng tu luyện tới địa tiên cảnh, chẳng qua là bình thường không muốn suy nghĩ mà thôi, chính thức cần chính mình động thủ thời điểm, chính mình sẽ không so với bất luận kẻ nào phản ứng chênh lệch. Dù sao mình coi, như là dù thế nào lời biếng, cũng là tiên thiên linh thể, một mực nhìn đi loại chuyện này, chỉ cần mình nguyện ý, vẫn là có thể đấy. Cho nên mình bình thường đơn độc là ưa thích nhìn một ít giả sử sách vở, trong đó không thiếu đại lượng thú vị truyền thuyết, đương nhiên càng nhiều nữa cũng là bởi vì trong đó ghi chép sự tình, có thể cho là mình giải quyết nhàm chán, nhưng khi nhìn thấy loại này cầu hôn ở rề sự tình phát sinh ở trên người mình lúc, người sao tại nhàm chán cảm giác sau đó, cũng là gặp cảm thấy một tia nhục nhã chính mình lúc nào tại tiên đạo tông trong đã coi như là thẻ đánh bạc coi như là bùi vân sơn không chết mình cũng là một đời tuổi trẻ lĩnh tụ hôm nay đều như vậy phảng phất là tùy ý đấu giá vật phẩm coi như là chính mình không quan tâm cũng là không muốn tại đây dạng nhẫn nại xuống dưới mà thùy doanh doanh thì là cười khẽ nhìn muội muội mình cá tính nàng hay vẫn là hiểu rõ thực sự không phải là có thủ tất báo nhưng là nhất định phải vừa báo vẫn còn vừa báo nhưng lại phải là ngang nhau trao đổi bằng không thì nàng hay vẫn là gặp cảm giác mình là thua thiệt một phương mà khi thủy doanh doanh nhìn về phía diệp vân lúc người sau đang năm ngón tay động liên tục gõ lấy dựa vào bạch ngọc ghế dựa một bên không biết suy nghĩ một ít gì hư thật sự là thật to gan bất quá là một thất tinh môn mà thôi tị nạn chính là tị nạn lại vẫn đã ra động tác ta tiên đạo tông tuyệt thế thiên tài ý niệm trong đầu thật sự là người không biết không sợ hình lão có thể là không có diệp vân như vậy tỉnh táo một tiếng gầm lên làm cho nguyên bản tràn đầy tự tin hạc tiếu an sắc mặt có chút khó chịu nổi chính mình mặc dù là ông cái này ý đồ có thể nếu chỉ có vậy ở trước mặt vạch trần mà nói coi như là chính mình không thèm để ý phía sau mình thất tinh môn cũng sẽ không ngồi yên không lý đến rơi vào đường cùng hạc tiếu an hơi chút cân nhắc hai mắt kiên định nói tại hạ bất quá là lúc ấy nhìn thấy thủy linh linh cô nương mà trong lòng thấp thỏm nhớ mong kinh hồng thoáng nhìn mới vừa rồi là làm cho trong nội tâm của ta để lại rất nhiều hoài niệm hôm nay ta phụ không đành lòng xem ta như thế thừa nhận cái này nỗi khổ tương tư liên tục cân nhắc xuống mới vừa rồi là để cho ta thất tinh môn đầu nhập vào tiên đạo tông với tư cách xính lễ trưởng lão nói như vậy thứ cho cởi an không cách nào thừa nhận tốt hảo hảo nhìn hạc tiếu an ngôn từ chính nghĩa đối với chính mình nói như vậy dạy hình lão khó thở mà cười mình cũng bao lâu không có gặp được dám cùng chính mình giảng đạo lý người nếu như cái này tiểu bối đều muốn giảng đạo lý như vậy chính mình chính là muốn cùng hắn nói một chút trên nắm tay đạo lý. Ngươi, làm, lúc Hạc Tiếu An nhìn hình lão bên cạnh lộ ra nghiền ngẫm dáng tươi cười nam từ trẻ tuổi lúc, đúng là nhịn không được lui về phía sau một bước, kinh ngạc nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chó nhà có tang, Diệp Vân lạnh lùng bao quát trên chiến đài Hạc Tiếu An, người sau đột biến khuôn mặt làm cho hình lão kỳ quái, bất quá lập tức lộ ra vui vẻ, nhìn để đối phó bực này kẻ dối trá tiểu bối, hãy để cho Diệp Vân xử lý so sánh tốt một chút. Diệp Mỗ là tiên đạo tông đặc biệt trưởng lão, hôm nay ở chỗ này bất quá là bình phán mà thôi, bất quá nghe nói ngươi muốn lấy xá muội, không biết có thể thật sự, nếu là thật sự có thanh niên tài tuấn mà nói, Diệp Vân tự nhiên không phải là cự tuyệt, nhưng nếu là bực này người, trừ phi là Thủy Linh Linh thật là bình tâm ưa thích, nếu không chính mình sẽ không thể nào làm cho chuyện này thành lập, giờ phút này nhìn hạc tiếu an lúc, Diệp Vân như một bãi nước cạn giống như con mắt, như là được giọt nước đánh vỡ bình tĩnh, dĩ nhiên là nổi lên lành lạnh sát ý. Bực này sự tình nếu là thật sự sẽ phát sinh, như vậy chính mình sẽ không bài trừ trước đem người sau tập sát khả năng. Hôm nay nhìn mồ hôi lạnh chảy dòng hạt tiếu ăn, Diệp Vân mặc dù là không quá lớn tỏ vẻ, bất quá trong lòng dĩ nhiên là có thêm mấy xóa sạch hàn ý, làm cho người sau sinh lòng sợ hãi. Hạc tiếu ăn giờ phút này cũng là muốn muốn tìm một cái lỗ để chui vào, làm sao sẽ ở loại địa phương này đụng phải hắn, chính mình vốn cho là đã là có thể rời xa cái sau rồi. Tại đem quỷ khiếu hàn giết sau khi chết, chính mình mặc dù là đều muốn che giấu dấu vết nhưng lúc ấy không thể nghi ngờ đã là làm cho thân phận của mình bại lộ nếu để cho quỷ vương tông người biết mình giết bọn chúng đi thiếu tông chủ chỉ sợ cũng gặp dốc sức liều mạng đến vây quét chính mình cho nên mình cũng là chỉ có thể nghĩ hết biện pháp tìm được hết thảy có thể bảo vệ tính mạng thủ đoạn khi thấy diệp vân chuẩn bị hạ thủ bộ dáng lúc coi như là hạc tiếu an cũng là nhanh cắn chặt hàm răng làm như tại trong lòng cân nhắc chuyện trọng yếu gì lại đến một lát sau trở ngại trên chàng rất nhiều trẻ tuổi tuấn kiệt nếu là mình thì cứ như vậy đem lời nói nghẹn trở về lời nói không khỏi là có chút ít quá mức mất mặt còn muốn lên tiếng lần nữa nhưng là nhìn thấy một đạo vô phong kiếm quang tức thì kéo tới tránh né không kịp xuống hạc tiêu an đành phải là vận dụng thân thể chi lực với tư cách chống cự chẳng qua là một dao một vòng màu đỏ tươi liền tại trên chiến đài làm đẹp rồi kéo tới như máu trong lạnh mai cái này mực màu đỏ càng trướng mắt che không cách nào tại vận động cánh tay phải hạc tiếu an mặt lộ vẻ hoảng sợ hắn là muốn tới thật sự vừa rồi một kiếm kia đã là cảnh cáo nếu là người sau chính thức vận dụng toàn lực lời nói cho là mình chính mình đối với diệp vân nhận thức tuyệt đối có thể một lát liền đem chính mình triệt để giết hôm nay chẳng qua là phế đi cánh tay của mình có lẽ chẳng qua là ngại tại phía sau mình thất tinh môn nếu là liền tương mình như vậy chấn áp mà nói không khỏi là có chút ít quá mức thất thố hơn nữa từ diệp vân như vậy thái độ nhìn lại hẳn là cực kỳ sùng ái thủy linh linh Thủy Linh Linh bộ dạng này nhìn mình bị thương, nhưng là chỉ cao khí ngang nghiêng chân đạm mặc nhìn về phía ánh mắt của mình, cũng hẳn là biết rõ chuyện này tuyệt đối sẽ không thành lập, nếu không coi như là cho sau lưng mình thất tinh môn mặt mũi, cũng có thể là lộ ra lo lắng bộ dáng, mà thực sự không phải là chỉ chớp mắt liền nhìn có chút hả hê nhìn mình. Bất quá nếu là cảnh cáo ta, như vậy hắn hẳn là không có cái kia lòng dạ thanh thản đi nói ta giết chết quỷ khiếu hàn, như thế, ta cũng là có thể tại đây kiện cơ hội trên có thở dốc thời gian biết rõ diệp vân sở hữu như vậy chán ghét chính mình chỉ sợ cũng có quan hệ với mình cùng quỳ khiếu hẳn cạnh tranh mị ma chuyện kia hạc tiếu an chỉ có thể là bất đắc dĩ khá tốt cái này cánh tay là có thể khôi phục đấy chỉ cần mượn nhờ một bộ phận thiên địa linh tài khôi phục đứng lên cũng sẽ không rất khó khăn cho nên cũng là nói diệp vân một kiếm này bất quá là cảnh cáo mà thôi nếu là người sau thật sự có tâm muốn đem chính mình giết chết lời nói sợ là tại vừa rồi ngay lập tức mà đến kiếm quang bên trên sẽ gặp làm cho mình chết đối với cái này một điểm hạc tiếu an cũng không có quá nhiều hoài nghi bởi vì hắn chứng kiến qua diệp vân lúc ấy dễ dàng liền đem thất tinh thiên châu xóa đi lúc ra tay chẳng qua là nhất niệm liền làm cho mình không có lực phản kháng bất quá địa tiên cảnh nhất trọng tu vi thật sự sẽ là người sau chân thật cảnh giới à nếu là cao hơn cảnh giới hắn hay vẫn là hội an tâm một ít nhưng nếu là trong truyền thuyết mấy cái thể chất sợ là diệp vân sau này thành cũng đã là không cách nào tưởng tượng cho nên hạc tiếu an tại không cách nào giết chết diệp vân điều kiện tiên quyết cũng là chỉ có thể tận lực cùng Diệp Vân giao hảo, cũng không nghĩ gây ra quá nhiều mâu thuẫn. Bất quá bây giờ nếu là đã vô cầu tại tiên đạo tông, như vậy mình cũng là không nên phải ở chỗ này lãng phí thất tinh thiên châu, vốn liền là chuẩn bị hai hộp thất tinh thiên châu, hôm nay một đường lào đào sông qua, nhưng là từ nguyên bản 14, miếng chỉ còn lại có hai ba miếng, hơn nữa mấu chốt nhất Thủy Linh Linh, phương diện cũng là không có đường nào, chỉ có thể là tự nhận không may, phụ thân hắn cũng là có lẽ cần nhắc mặt khác một tồn tại thủ đoạn dù sao loạn thế đã mở ra yêu tộc cùng ma tộc hỗn loạn thời đại vào lúc này đã là phá vỡ cục diện bế tắc mà ở hạc tiếu ăn thối lui lúc thủy linh linh tuy rằng cũng là nhìn tiên đạo tông đệ từ tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ bộ dạng không khỏi khẽ cười nói xem ra linh nhi hay vẫn là thô bạo có hiệu triệu năng lực nha có thể cho trong môn phái nhiều người như vậy đều kháng cự không tệ không tệ tại thủy linh linh lộ ra nụ cười đắc ý Thủy doanh doanh nhưng là cười nhạt nói, nha đầu ngốc, người như thế nào không suy nghĩ ta tin đạo tông trong nhưng phàm là có chút tư sắc nữ hài, vì sao đều là cực ít ngoài chăn nganh tiếp ở cửa lấy đâu rồi, nước phủ xa không lưu lạc dụ người ngoài à. Cũng không khó quái gì sẽ xuất hiện loại chuyện này, dù sao em đẹp bồi dưỡng đệ tử nếu là gà đi ra ngoài mà nói, trừ phi là một ít cường thế một chút nữ đệ tử bằng không thì sẽ chỉ là đầu nhập vào những cái kiên nam đệ tử chỗ môn phái cho nên tiên đạo tông bên trong vẫn có chút để sướng nam đệ tử dùng sức đi tranh thủ hán phái nữ đệ tử mà nữ đệ tử thì là tận lực tại trong bổn môn tìm kiếm nếu là thật sự lòng có thuộc lời nói tiên đạo tông cũng là sẽ không làm bắt buộc sự tình chẳng qua là sẽ có chút ít bực tức mà thôi mà nữ tử lúc này cũng sẽ biết được môn phái đã là đồng ý ai nha bất quá bây giờ thấy thế nào đều là linh nhi so sánh lỗ vốn đâu rồi vốn đang cho rằng bằng vào tiên thiên linh thể có thể bắt được không ít dê béo kết quả đều là làm lấy mộng tưởng hão huyền đến cùng linh nhi lung tung đùa giỡn thật là có chút quá mức thủy linh linh cũng là có chút hoài niệm lúc ấy người ta tấp nập hướng chính mình để thân nhân lúc ấy chính mình thu được chỗ tốt cũng là không ít nhưng rất nhanh chính là được chính mình tiêu xài không còn nhưng cũng là đã trở thành bạch nhật tại mộng nếu thật là nghĩ như vậy muốn xuất giá chính là tìm người trong sạch tỷ tỷ cùng diệp phân nơi đây tuyệt đối là cầm cự linh nhi đấy nhìn thủy linh linh phiền muộn bộ dạng thủy doanh doanh cười trêu nói bất quá lời nói nếu như đều là nói như thế rồi giờ phút này nhìn thủy linh linh đã là đã xong hòa niệm trí nhớ thủy doanh doanh nghi hoặc nhìn đi vào trên chiến đài áo đen nữ tử nhắc nhở nàng chính là nguyệt thần cung tuyệt thế thiên tài tu vi hiện tại đã là so với môn phái đại sư huynh cao hơn rất nhiều từ tu di bảo tàng bên trong trở về mặc dù không có được cái gì chân quý bảo vật nhưng vẫn như cũ là đã tiến hành đột phá cuối cùng dĩ nhiên là liều chết đột phá đến rồi địa tiên cảnh, thật đúng là có chút có nghị lực. Ai, còn không phải tiên thiên linh thể đâu rồi, đây là giải thích nàng là chỉ dựa vào tư chất rồi hả? Thủy Linh Linh theo thủy doanh doanh mà nói nhìn lại, làm, lúc nhìn quân nhược lan lạnh như băng động lòng người bề ngoài lúc, không khỏi vô thức nói, bất quá là đóa băng hoa hồng a, à, ghim ở trên tay thứ, nhất định sẽ rất đau mới phải. Nhưng nếu là phẩm kia dầu chảy tóc, nhưng cũng là có thể tràn ngập làm cho thừa nhận bị thương, không phải sao? Nghe được Thủy Linh Linh mà nói về sau, Thủy Doanh Doanh cười nói, điều này cũng đúng lời nói thật á. À? Bất quá vì sao Linh Nhi luôn gặp cảm giác được một tia không đồng dạng như vậy khí tức, nàng linh lực phẩm chất, vì sao không so với chúng ta nhỏ yếu? Hơn nữa Nguyệt Thần Cung luyện Nguyệt Quyết có lẽ cũng chỉ là cái dạng kia mà thôi, sẽ không so với Linh Nhi Tinh La Thiên cường đại. Nhưng hiện tại xem ra mà nói, ứng với cũng chắc là sẽ không yếu so quá nhiều. Thủy Linh Linh cảm thụ quân nhược lan trong cơ thể lay động tràn và ra Nguyệt Thần lực, nghi hoặc hỏi đó chính là không biết được rồi chắc hẳn bực này từ thế thiên tài đều là có thêm bản thân thủ đoạn lúc trước gặp được diệp phân lúc hắn lúc đó chẳng phải biểu hiện ra để cho chúng ta kinh ngạc sự tình sao nghe được thủy linh linh nghi hoặc thủy doanh doanh cười khẽ nhắc nhở chính mình cũng không có xem thường quân nhược lan nửa chút ý tứ trái lại nhưng là cực kỳ coi trọng chẳng qua là nhìn thấy trên chiến đài ánh trăng bóng chồng bao phủ quân nhược lan như là nguyệt hạ tiên tử một đôi óng ánh sáng chói bàn tay như ngọc trắng lẫn nhau đan xen kẽ chắp phá ra vô số kỳ lạ đồ án trong giây lát nhắm ngay ở trên một quyển tế gia khổng lồ nguyệt thần ánh sáng hóa thành rực cột sáng màu trắng lao ra đem đối diện địa tiên cảnh nhất trọng tu sĩ hoàn toàn hành hạ đến chết đã lâu không thấy vậy mà đã là đã cường đại đến loại tình trạng này xem ra nàng cũng là rất liều mạng diệp vân đối với quân nhược lan có thể có bực này chiến lược cũng không cái gì hoài nghi ngược lại là đối với người sau ôm chỉ chờ mong nếu là có thể một mực như vậy đột phá xuống dưới mà nói tương lai chưa hẳn không phải là không thể được uy hiếp được chính mình mà khi thấy quân nhược lan lấy được sau khi thắng lợi nguyệt thần cung một phương nữ tu thì là nhao nhao thét lên hò hét làm cho một bên nam tu cũng là lộ ra vẻ bất đắc dĩ nguyệt thần cung hiện tại đã là cho là mình nữ tu làm chủ dù sao cũng là xuất hiện cái này thì một cái hung ác nhân vật kia chiến lược dĩ nhiên là không thể so với địa tiên cảnh ba bốn trọng kém hơn bao nhiêu kia tư chất khủng bố đã là làm cho tất cả trưởng lão đều ôm chỉ chờ mong mà quân nhược lan cũng là cũng không khiến cái này người thất vọng đại lượng tuyệt phẩm tiên linh chi thạch cùng thiên địa linh tài làm cho ra đời mà ra nàng tự nhiên là sẽ không so với diệp vân bây giờ tài nguyên kém hơn bao nhiêu bởi vì diệp vân rất ít vận dụng thiên địa linh tài tiến hành tu luyện phần lớn thời gian đều là đặt ở lĩnh ngộ pháp tắc phía trên trong đó càng là đã trải qua không ít thống khổ mà quân nhược lan thì là chuyên tâm tiến hành tu luyện luyện nguyệt quyết cho đến cuối cùng đột phá địa tiên cảnh đều là như vậy nhìn như dễ dàng nhưng diệp vân biết rõ cái này trói mắt sau lưng nữ tử làm cho trả giá thống khổ cũng không phải bọn này chẳng qua là ở ngoài đứng xem có khả năng chứng kiến đấy vắng vẻ xoay người rời khỏi tại đem đối thủ đơn giản giải quyết về sau nàng cũng không có quá nhiều cảm xúc có thể làm được điểm này bất quá là lơ lỏng bình thường mà thôi cùng người kia so sánh với chính mình làm cho việc cần phải làm hay là muốn quá nhiều ngay lúc đó kiếm đạo lĩnh vực cùng lam sắc ảo ảnh đã là làm cho nàng khác sâu ý thức được mình cùng diệp vân tranh lệch nếu là ở trên việc tu luyện sẽ không cố gắng mà nói, sợ là liền bóng lưng, mình cũng thì không cách nào đang nhìn đi. Nhưng muốn càng mạnh hơn nữa, chỉ có thể là đi cử yêu phần rèn luyện rồi, yêu tộc trong cấm địa hôm nay chỉ có nó tồn tại yêu vương cấp bậc yêu tộc, liều chết đánh cực một lần mà nói, tin tưởng ta cũng tìm được không ít chỗ tốt. Quân Nhược Lan tại một lần nữa trở lại Nguyệt Thần Cung một phương lúc, trải qua ngắn ngủi điều chỉnh, tức thì tiếp tục lạnh lùng nhìn lại, trong lòng âm thầm nhắc nhở chính mình, nói nhưng người sau nhưng là không biết hôm nay cửu yêu phần đã là được diệp vân làm cho phong ấn trong đó tuy rằng hay vẫn là tồn tại địa tiên cảnh thất trọng yêu vương nhưng số lượng đã là giảm bớt thật nhiều rồi cũng không như lúc trước diệp vân cùng mạc thiên hiểu đi lúc tùy ý liền là đụng phải rồi hai đôi yêu vương để đổi lấy công lao thời gian đã là thành thục nhưng vì sao trong nội tâm của ta tổng là có thêm khác thường đến tột cùng là chỗ đó xảy ra sự tình nếu như thủy linh linh cùng thủy doanh doanh đều là đã chấm dứt diệp vân cũng là không có kiên nhẫn tại đây dạng xem tiếp đi hôm nay mình ở trở lại linh diệu đại lục thời điểm luôn gặp cảm giác được một tia quỷ dị bầu không khí không biết là vì sao nhưng là không nói ra được tâm tình trầm thấp sợ là cái kia yêu hoàng xảy ra vấn đề người nên biết loại này điểm tới hạn sinh linh đều muốn đột phá đến địa tiên cảnh thập trọng cảnh giới hẳn là không cần quá nhiều thời gian à lão tổ tuy rằng có thể hiểu rõ diệp vân trong nội tâm ý tưởng nhưng là cũng không nói gì quá nhiều mà nói chẳng qua là đem yêu tộc yêu hoàng sự tình nói ra, làm cho Diệp Vân chính mình một cái cân nhắc. Chỉ có thể là động thủ giải quyết nó, mặc dù không có cùng địa tiên cảnh thập trọng sinh linh đã giao thủ, nhưng chắc hẳn sẽ không so với kia đơn độc mỏ đen sơn thú yếu hơn quá nhiều. Diệp Vân tuy rằng trong lòng một đế, nhưng là một chuẩn bị tại loại chuyện này, bên trên buông tha cho. Tuy rằng đều muốn cùng trầm trọng dương nói tính nghiêm trọng của sự việc, bất quá người sao địa tiên cảnh cử trọng tu vi coi như là đi, kết quả của nó cũng sẽ không có quá biến hóa lớn như thế nào lại là xảy ra chuyện gì nhìn diệp vân nhanh khóa chặt lông mày hình lão nghi hoặc hỏi hay là muốn đi đầu một bước đã đi ra chuyện này nếu là không có biện pháp giải quyết sợ là sẽ phải ảnh hưởng tương lai của ta rất nhiều chuyện khởi hành rời đi lúc cũng là làm cho hình lão trước không nên đối ngoại lộ ra nếu là mình cảm ứng sai mà nói thì là sẽ khiến một cuộc vô lý tử náo động nhưng nếu là mình cảm thấy vì là thực lúc nhưng cũng là đơn độc thuận theo ý trời rồi một đầu địa tiên cảnh thập trọng yêu hoàng đã là có đủ rồi yêu tộc đại năng một bộ phận năng lực đối với nhân tộc phá hư nhất định là kinh khủng cho nên diệp vân trong lòng mặc dù có tim đập nhanh nhưng cũng là biết được bây giờ không phải là làm cho mình e ngại thời điểm tóm lại là muốn có một cái biện pháp giải quyết bất quá cái kia mấy ngàn trượng kim xí đại bằng nếu để cho chính mình một thân một mình đối mặt lời nói nói đây không phải là sợ rồi lại cũng có thể minh bạch cả hai tranh lệch màu đen sơn thú trí tuệ chẳng qua là bản năng triển khai mà từ lúc trước chính mình biết yêu hoàng lên diệp vân có thể minh bạch người sau phán đoán sự vật lý giải cùng mưu trí tuyệt không kém gì nhân tộc chi nhân mà vào ma về sau mặc dù sẽ ảnh hưởng không ít nhưng chiến lực cũng là sẽ bị biên độ tăng trưởng quá nhiều đầy đủ bù đắp cái này hoàn cảnh xấu rồi nên rời đi trước a à, mượn nhờ tại đại thiên truyền tống trận mà nói chắc hẳn có thể tiết kiệm một bộ phận thời gian diệp vân thân pháp khẽ nhúc nhích không gian pháp tác tức thì đem diệp vân làm cho vây lại tại diệp vân nhìn xuất hiện ở trước mắt mình màu trắng tiên văn trận pháp lúc nhẹ nhàng đạp mạnh hôm nay mình cũng là sẽ như thế nào sử dụng trận pháp này tại đem mở ra cần có tên linh chi thạch dùng ra diệp vân giờ phút này làm cho lão tổ vì chính mình đem cử yêu phần tọa độ tập trung trong cơ thể không gian pháp tắc tùy theo rót vào minh mông không gian phong bạo xé rách diệp vân chỗ không gian đem diệp vân hoàn toàn thôn phệ cái này một đoạn khoảng cách hơi xa cho nên người hay là trước hảo hảo thừa nhận thoáng một phát áp bách rồi nói sau lão tổ nhìn diệp vân hơi hơi nhan lại lông mày cười nói tự mình biết bây giờ diệp vân hẳn là rất khó dùng thân thể đến thừa nhận cái này không gian truyền tống tới đến xé rách thống khổ nhưng cũng là không có cách nào nghĩ phải nhanh một chút tăng lên chính mình đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ tức thì điểm này nhất định không thể thiếu thốn cho nên lão tổ mặc dù có chút làm hậu người thương cảm nhưng là không có làm ra ngăn cản một bước này cũng là chỉ có thể làm cho diệp vân đi một mình coi như là mình muốn cố tình trợ giúp người sao cũng là không có cách nào nhìn diệp vân đã ý thức đã làm mơ hồ lâm vào hỗn loạn lão tổ vận dụng linh hồn chi lực đem lại lần nữa khôi phục lại người làm cho người sau một lần nữa đi thừa nhận xuống dưới trái mạnh ngục thống khổ chắc hẳn cũng sẽ không vượt qua cái này thống khổ nhiều lắm a à. nhìn mình trong mắt chậm rãi hiền hiện mà ra cảnh sắc trên thân thể làm cho thừa nhận thống khổ cuối cùng là biến mất không còn trong trời đất lay động tràn lấy nồng đậm không gian pháp tắc diệp vân mặc dù có lòng đều muốn đem những thứ này không gian pháp tắc đều nắm giữ bất quá bây giờ cho thời gian của mình hẳn là không có quá nhiều mới phải không biết là có hay không gặp gây thành đại họa mới là tuy rằng biện pháp giải quyết bây giờ còn là không có tìm được cũng được diệp vân nhìn dưới thân như là vực sâu giống như thôn vệ hết thảy cử yêu phần cửa vào giờ phút này cử yêu phần không chỉ có là yêu khí nồng đậm tại trong này càng là nhiều hơn một phần tà dị ma khí làm cho người ta sợ hãi lúc này đây diệp vân không có ở kiên trì mà là làm cho lão tổ đem bản thân ý niệm lực bao bọc chính mình đem phải đối mặt nồng đậm yêu khí đều xua tán hóa thành lôi đình hào quang phóng tới cử yêu phần bên trong giờ phút này mình nếu là vận dụng không gian pháp tắc mà nói cũng là sẽ không biết trong này có hay không có nguy hiểm lớn hơn nữa nếu là quá mức mù quáng mà nói sợ là đến lúc đó lâm vào yêu thú trong đống chính mình cũng không biết ứng với nên xử lý như thế nào rồi cử yêu phần bên trong diệp vân lặng lặng mà đứng tầng thứ nhất cũng không có gì dị thường sao mênh mông thần thức toàn diện điều tra lấy cảnh sắc chung quanh tại diệp vân cảm giác được không một tên dị thường lúc người sau cũng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nếu là tầng ngoài cũng không có gì khác thường mà nói. Như vậy chứng minh bây giờ yêu tộc còn không có phá niêm phong, kế tiếp cửu yêu phần tầng thứ hai cũng là như Diệp Vân suy nghĩ giống nhau, chỉ là có chút tiểu yêu tồn tại, khi bọn hắn nhìn thấy Diệp Vân lúc, cũng là sợ run phát run, không dám đối với Diệp Vân làm ra hung tàn sự tình. Diệt đi, phất tay giữa, nhưng phàm là Diệp Vân gặp phải nhỏ yếu yêu tộc đều là bị diệt sát hầu như không còn, tại Diệp Vân chuẩn bị khởi hành lúc rời đi, trong lòng khác thường tâm tình chẳng những không có tiêu giảm ngược lại là càng thêm nồng đậm mà bắt đầu cũng là làm cho diệp vân trong lòng hiện ra rung động không biết cảm giác này đến tột cùng là đem biểu thị như thế nào sự tình lĩnh ngộ nhân quả chi kiếm tổng là có thể phát hiện ra một ít tương lai sắp sửa xuất hiện sự tình cũng không biết là tốt là xấu nhìn giờ phút này hiện hiện tại chính mình trong mắt hoang vu cảnh sắc diệp vân giờ phút này cũng là không khỏi đã có nghi vấn nếu là nói trước hai tầng không bất cứ dị thường nào mà nói cái kia vẫn tương đối bình thường nhưng này tầng thứ ba nếu là không tiếp tục mạnh mẽ lớn một chút yêu thú coi như là diệp vân tại như thế nào đi hướng phía tốt phương hướng suy nghĩ cũng là biết rõ tuyệt đối sẽ có vấn đề chẳng qua là mấu chốt của vấn đề diệp vân hay vẫn là không tìm được tuy rằng người sau giờ phút này rất là muốn đi lý giải nhưng ở đến tầng thứ tư lúc diệp vân đã là trong lòng đã là đã có chút ít không ổn nhanh chóng phóng tới chính mình lúc trước giết nham tương hải vương địa phương đang nhìn đóng băng đại địa thủy trung nhìn nhất thời trong cơ thể bạch quang trôi qua trong nháy mắt xuất hiện ở tầng thứ sáu trên vị trí tại phát hiện tầng này cũng là không cái gì yêu vật lúc liền là chuẩn bị chính thức thả lòng trong lòng trong gánh nặng trực tiếp toàn lực vận dụng không gian pháp tác thuấn di đến cử yêu phần chỗ sâu nhất ở chỗ này diệp vân cuối cùng là thấy được yêu tộc dấu vết nhưng giờ khắc này diệp vân cũng không có quá nhiều mừng rỡ ngược lại là càng thêm nhíu mày trước mắt những thứ này đã là vô số yêu vật đến tột cùng là chuẩn bị làm mấy thứ gì đó nhìn những thứ này yêu vật tư thế Diệp Vân cũng là không khỏi cảm nhận được trong đó tồn tại khủng bố khí tức, tại yêu tộc, tại một ngày này sắp đột phá trở lại linh diệu đại lục, ngu muội nhân tộc, cuối cùng đem trở lại viễn cổ thời điểm hành động ta yêu tộc ăn uống chi vật, phấn khởi yêu tộc ngôn ngữ. Diệp Vân tuy rằng nghe không rõ, nhưng cũng may lão tổ Minh bạch đạo lý trong đó làm, lúc giảng cho Diệp Vân nghe lúc. Diệp Vân nhìn phía xa thanh sắc hồ ly đã là hơi hơi trở nên trắng da lông cũng là làm cho Diệp Vân biết rõ cái này hồ ly niên kỳ, sợ là đã không nhỏ nhưng cái này hồ ly trên người phát ra khí tức nhưng cũng là vượt qua địa tiên cảnh thất trọng đã là tìm đã đến thuộc tại tu luyện của mình chi lộ nhìn thanh sắc hồ ly không ngừng cao giọng thông báo diệp vân trong tay mơ hồ tế điện xuất hiện thần ẩn phù tuy rằng thần ẩn phù chân quý nhưng hiện tại cũng là bất chấp lãng phí cùng không lãng phí lúc sau chính mình thế nhưng là đã thấy được một quả hắc kim sắc hoa văn phát ra mai một khí tức quả trứng khổng lồ trong đó thời khắc nhảy động thanh âm làm cho diệp vân động sát tâm chắc hẳn cái này chính là cái kiện yêu hoàng sống còn chi tế nếu là mình nắm chặt lúc này đây cơ hội chắc hẳn cũng có thể tại trong này liền có thể đem yêu hoàng giết hơn nữa bây giờ yêu hoàng trên người phát ra khí tức đã là làm cho diệp vân cảm nhận được địa tiên cảnh thập trọng linh hồn khí tức chắc hẳn đợi đến lúc cái này yêu hoàng phá niêm phong mà ra thời điểm liền là chân chính cho là mình thân đặt chân địa tiên cảnh thập trọng mà điểm này tự nhiên không phải là diệp vân muốn gặp được đấy nhẹ đạp trên bước chân đi vào yêu hoàng hóa chứng địa phương cứ việc cái này bốn phế được như núi biển giống như yêu vật làm cho vây quanh chật như nêm cối nhưng diệp vân rồi lại là có thể ngựa không đi về phía trước làm lúc nhìn mình đã là đi tới thanh sắc hồ ly bên người lúc người sau hay vẫn là chưa từng phát hiện đến chính mình diệp vân chậm rãi rút tay ra trong tự ảnh thần kiếm một cái chớp mắt lai động tràn lấy thẩm phán khí tức thiên sinh nhất kiếm mang điên cuồng tràn ngập mà ra tại diệp vân trong tay tự ảnh thần kiếm đồng thời cắm vào quả trứng khổng lồ trong lúc diệp vân có thể cảm giác được trong đó địa tiên cảnh thập trọng khí tức đã là chậm rãi đình chỉ nhảy động như cái này là nói thật cái kia thật đúng là quá mức dễ dàng đang nhìn bên cạnh thanh sắc hồ ly lộ ra kinh sợ biểu lộ nhìn mình lúc diệp vân cười nhạt nói đã lâu không gặp bất quá khi lúc còn tưởng rằng ngươi là cái gì tiểu nhân vật nhưng là không thể tưởng được ngươi đã ẩn tàng không ít cảnh giới là ngay lúc đó tên kia nhân loại không ít mắt sắc yêu tộc nhìn thấu diệp vân thân phận nhưng là đang chuẩn bị nhào tới tiến đến vì là yêu hoàng báo thủ lúc lại bị thanh sắc hồ ly chế tạo dừng lại ở đằng kia kinh sợ về sau thành xác hồ ly phát ra màu xanh vầng sáng tại hóa thành một gã tuổi già thanh y lão già lúc lão già lạnh lùng nhìn diệp vân nói lúc trước ngươi không phải đã đã đi ra sao hiện ở chỗ này xuất hiện đánh lén tộc của tai yêu hoàng loại thủ đoạn này không phải là quá mức ti tiện sao nếu là liền hồ ly đều nói ta hành vi hèn hạ mà nói đó chính là như vậy đi nói đi dù sao đến lúc đó liền muốn nhìn là ta nhân tộc tin tưởng nhiều cũng là người yêu tộc tin tưởng nhiều một chút Diệp Vân đối với thanh sắc hồ ly mà nói, không chút nào để ở trong lòng, ngược lại là trêu gạo nói. Bất quá làm cho Diệp Vân có chút không hiểu là, vì sao cái này yêu hoàng sau khi chết, trước mắt cái này đầu thanh hồ dĩ nhiên là không làm bất luận cái gì cán trả hành vi, ngược lại là có lý có đầu cùng mình tranh phong, hơn nữa tại chính mình xem ra, cái này đầu thanh hồ tu vi cũng không yếu, ngược lại là tại địa tiên cảnh bát trọng, đã là một đầu đại yêu vương tồn tại.